Tôi đã sinh tồn 500 ngày trong thế giới Pokemon Ultra và trở thành một bậc thầy huấn luyện Pokemon. Trong cuộc hành trình này, tôi đã đi qua rất nhiều vùng đất khác nhau, khám phá được rất nhiều điều mới lạ và hơn hết là thu phục những vị thần tối thượng của từng vùng đất khác nhau. Bây giờ các bạn hãy cùng theo chân tôi vào video nha. Mà trước khi vào video, các bạn đừng quên cho tôi một lượt like và đăng ký kênh để tôi có thêm nhiều động lực làm video hay hơn nhé. Còn bây giờ thì get go. Khởi đầu cho cuộc hành trình này, tôi cùng hai khứa kia xuất hiện ở một khu vực khá đẹp, nơi đây có vẻ khá là bình yên. Pokemon khởi đầu của tôi chính là Strego, một Pokemon hệ lá, và khi tiến hóa lên cấp 3 thì nó sẽ khá là mạnh. Đang lơi hay thì bỗng nhiên tôi thấy thằng Sakengu lướt qua, tôi nhanh chóng đuổi theo để đánh vỡ mồm nó. Mới đấm nó có vài cái thôi mà nó đã kêu anh em đồng bọn của nó ra để ốc sọt tôi, nhưng đối với một người từng là võ sĩ Taekwondo lỏ, tôi không ngại việc chấp hai khứa này. Sau đó, khứa Harry đã thách đấu Pokemon với tôi, là một nhà huấn luyện Pokemon tài ba. Tôi ngay lập tức chấp nhận lời thách đấu của hắn. Bước vào trận đấu, đối thủ của Strego là một Pokemon hệ lửa. Strego của tôi là một Pokemon hệ lá, sẽ khá là thiệt thòi, nhưng tôi đã cho Strego của mình sử dụng chiêu thức Leer Tornado. Strego của tôi tạo ra một lốc xoáy lá, gây cho Chimchar 25% sát thương. Ngay lập tức Chimchar cũng đã phản công, nhưng lượng đam gây ra không quá lớn. Tôi liên tục cho Seiko của mình sử dụng lốc xoay lá, nhưng cuối cùng cũng vẫn không thể nào kích liễu được Chimchar. Và cứ như thế, trận đấu đã kết thúc. Pokemon của tôi cũng đã cố gắng hết sức, nhưng là một Pokemon hệ lá khá là khó khăn khi đánh bại với một Pokemon hệ lửa. Xung quanh khu vực của tôi có khá là nhiều Pokemon. Tôi có thấy được một cặp Nidoran khá là dễ thương. Sau đó tôi đi lấy gỗ để bắt đầu quá trình sinh tồn. Đang lấy gỗ thì khứa Harry xuất hiện và lấy đi cục gỗ đầu game của tôi. Thằng quỷ thì cái chứ, khứa này dám ăn trộm đồ của tôi các bạn ơi. Chạy coi nhỏ. Xin xin nha. Trời ơi, ăn cắp ăn trộm kiểu bạn thấy không? Trời ơi, thằng này thiệt cái chứ. Cày tới nhờ. Già cả tới nơi rồi toàn là bị ăn cắp ăn trộm không à. Khổ ghê á. Tạm tha mạng cho thanh niên Harry. Tôi lại đi lấy gỗ và lấy cho mình một ít đá, sau đó là chế tạo cho mình một vài bộ công cụ đầu game. Vừa mới chế tạo xong cái bộ công cụ thì tiên xe gây ngu nó lại lãng vảng trước mặt của tôi, vũ khí trong tay chém ngay còn kịp. Mày tới công chuyện nha anh, mày tới công chuyện nha anh, đứng lại, đứng lại, mày như nào nhở, mày như nào láo à, ui rồi mấy anh ơi, tha mạng cho em anh ơi, em lỡ dại. Lại một lần nữa tôi lại bị hàng khứa ốc sọt. Liêm sĩ gì tầm này nữa, bà 16 kế chuông là thượng sắc. Nhưng cuối cùng tôi không thể nào thoát khỏi số phận éo le, hai vị thành niên cao to ức hiếp một ông già yếu đuối. Đưa gỗ ra đây, đưa những gì mày mới làm ra được đây. Ồ, đây nè. Ủa mình diện lâu lắm rồi đi nhé. Mấy cái thằng láo quá các bạn ơi. Được rồi, hôm nào mình sẽ trả thù xong ha. Mấy thằng này ở đây. Đi ra xa khu vực đó thì tôi có thấy được một tòa nhà đổ nát. Tôi nhanh chóng chạy lại gần và nhận ra đó chính là ngôi nhà của các Pokemon hệ ma. Và tôi đã lựa chọn bỏ đi vì không muốn quấy rầy chúng. Tôi bắt đầu đi nhặt các trái Abrigon và lên kế hoạch trả thù hai khứa kia. Cuối ngày thì tôi bắt đầu ngắm hoàng hôn bên bờ sông. Khung cảnh ở đây thật sự rất là đẹp. Tối hôm đó tôi đã đi hái các trái berry để ăn đỡ. Vì cả một ngày nay tôi chưa ăn gì nên bụng khá là đói, cho nên phải ăn tạm những trái berry này. Ô kìa anh em đi đâu nhờ, không chờ tôi là sao không nội. Trời ơi mấy cái thằng này thiệt cái chứ. Tôi nhanh chóng chế tạo thuyền và đuổi theo hàng khứa kia. Ủa anh em ơi, trước mặt mình có mấy cái tòa nhà gì vậy? Đúng rồi, mấy tòa nhà xịn lắm. Ê nè nhà có đồ gì cho tôi xin nữa nha. Đè mẹ ra nha, thằng Saki chạy nhanh đi, mình đói chạy không được các bạn ạ. Đến nơi thì hàng khứa kia đã đi vào bên trong lâu đài. Tôi lon ton chạy vào sau, lựa chọn cho mình lối đi là bên dưới lâu đài. Dưới này thì có một căn hầm và ở đây có một vài con zombie. Tôi ngay lập tức đã tiêu diệt tụi chúng. Sau đó tôi có thấy được một cái rương, bên trong có một ít đồ. Giá trị nhất bọn tôi nhặt được chính là một cái quần sắt được phù phép. Saki. Giờ muốn chơi chiến không? Chơi đây. Muốn chơi à, chơi nè thì chơi. Chơi, hai con gà này mình giết rồi. Ha. Saki ơi nhìn nè. Ôi ôi, một cái núi gì mà hùng quỷ quá trời các bạn ơi. Có khi trên đó lại có Pokemon xịn đó nha. Ngay trong đêm đó, ba bọn tôi lại tiếp tục lên đường khám phá. Đang chơi vui thì bỗng dưng thằng Sakengu bị mẹ ganh. Thế nên chỉ còn tôi và khứa Harry chơi cùng. Tôi đã rủ thanh niên này đi phiêu bạt giang hồ cùng tôi ở ngoài biển. Chèo thuyền một lúc, tôi thấy được một chiếc tàu ngầm hình con cá. Tôi đã tấp vào đó để vơ vét một ít đồ. Ở con tàu này tôi lấy được một đống thức ăn. Và không chỉ như vậy, tôi còn lấy được một cái giường để ngủ nữa. Khi ra khỏi con tàu này thì bình minh cũng đã đến, báo hiệu cho ngày sinh tồn thứ hai của tôi trong thế giới này.
tôi lại cùng Khứa Haray tiếp tục phiêu bạt giang hồ. Tình cờ lúc này tôi có thấy được một bóng dáng của một Pokemon huyền thoại, đó chính là Kyogre, một trong bộ ba thời tiết. Nhưng đây chỉ là một con boss nên tôi cùng Khứa Haray lại tiếp tục chèo thuyền. Ở xa xa tôi có thấy trong đất liền có một cái trung tâm Pokemon. Nói gì thì nói, chứ để mà gặp được cái chị y tá cùng cái rương đồ của chị đó thì tôi đã dùng hết sức bình sinh của mình chạy nhanh vào trong để xin một ít đồ, và quan trọng hơn hết là gặp được chị y tá đáng yêu. Nhưng bên trong chẳng có chị y tá các bạn ơi, thế nên tôi đành lủi thủi đi ra và xin theo một mớ đồ của chị. Bước ra khỏi trung tâm Pokemon, đập vào mắt tôi là một khu vực khá huyền bí. Tôi đã cùng Harry sang bên đó xem bên này có những gì. Đến nơi thì bên này khá là đẹp và có rất là nhiều cây apricorn nữa các bạn ơi. Tôi nhanh tay nhanh chân nhặt hết tất cả, kẻo Khứa Harry nó nhặt của tôi. Lúc tôi đang quan sát Harry thì bỗng dưng có một dòng chữ hiện lên. Huyền thoại Sinnoh đã xuất hiện tại khu vực tôi đang đứng. Ui, Sinnoh xuất hiện kìa. Tôi biết ngay mà. Khu này khu vực huyền thoại mà. Nó đang ở đâu ấy? Ủa mà Sinnoh ở đâu? Ê, tôi thấy Sinnoh rồi nè. Đâu ơi? Hướng này đâu ơi? Oh my god. Trời ơi, CNS này. Thôi để tôi đấu nó trước cho. Ông né để tôi thể hiện cho ông coi này á. Ok. Tôi làm đúng một lần nhất thôi nha, nhìn đây nè. Tôi đã thách đấu với CNS và sử dụng quả bóng Love Ball để bắt nó, nhưng nó nhanh chóng thoát ra và sử dụng chiêu Moon Blast tiêu diệt Strego của tôi. Đúng là một Pokemon huyền thoại, nó quá là mạnh đi và tôi cũng chưa đủ sức mạnh để bắt nó. Tôi cũng đã lưu lại địa điểm của vùng đất này để sau này có thể quay trở lại đây và bắt các Pokemon ở nơi này. Lon ton ở khu vực này một lúc, tôi có tìm thấy được một ngôi làng. Đây là một ngôi làng của một chủng người nào đó và họ đã rời bỏ ngôi làng này khiến ngôi làng trở nên hoang tàn. Tôi nhanh chân chạy vào trong nhà để hôi của. Ở đây có cho tôi một vài món đồ. Tuy không xui lắm nhưng tôi không may mắn bằng Harry. Khứa này đã nhặt được Red Orb, quả cầu đưa huyền thoại Rhydon trở về dạng nguyên thủy. Sau đó tôi lấy cho mình một ít đá, chế tạo cho mình hai cái lò nung để nung thịt và nung cá. Vì trời cũng đã tối, tôi và Harry quyết định sẽ ngủ ở đây một đêm và sáng ngày mai chúng ta sẽ rời đi. Thôi nằm cạnh nhau chứ. Đây. Rồi vô nè, tối nay anh em mình chuẩn bị vô ăn rồi nha. Vô. Ngon quá. Sáng hôm sau tôi có chế tạo cho mình một cái cúp sắt. Bên trong ngôi làng là một rãnh nứt, ở dưới sẽ có khá là nhiều khoáng sản. Ngay lập tức tôi đã đi xuống và đào cho mình những quặng sắt đầu tiên. Vừa mới đào xong những quặng sắt thì Khứa Harry ở trên thả TNT xuống các bạn ơi. Thấy nó chơi mất dạy dữ không? Thằng này thiệt á chứ. Tí nữa mà nó có rớt xuống đây là tôi chém nó không chừa phải lào. Những nụ cười ngờ nghịch. Tạm gác qua vụ việc đó, tôi đã khai thác hết tất cả các khoáng sản trong hang này và thứ gì đến cũng đã đến. Cơ duyên nào khiến tôi gặp được bạn ấy nhờ? Có gì đâu. Ây ai đâu. Sao giờ sao? Bây giờ cầu xin đi, ta sẽ tha cho ngươi cái mạng này. Nhanh đi nào, cầu xin đi. Xin lỗi ạ, mình hứa mình sẽ không làm nữa đâu. May mắn còn Khứa này là tôi cũng hiền lành tốt bụng á, không là tôi chém rồi. Bước ra khỏi hang động thì trời cũng đã chiều tối. Và đây chính là lúc mà tôi cần phải rời khỏi chỗ này để tiếp tục lên đường khám phá. Tối hôm đó tôi và Harry có thấy được phía trên trời là một hòn đảo rất to. Tôi nghĩ ở đó sẽ có các vị thần cai quản các đảo bay khổng lồ. Đi một lúc nữa, tôi đã dừng chân tại bờ sông và đánh một giấc đến sáng sớm ngày mai để chúng ta tiếp tục lên đường. Sau nhiều ngày lên đền, tôi đã lạc trôi đến một vùng đất mới. Chèo thuyền một lúc nữa, tôi có thấy được bên bờ sông có một căn nhà. Tôi đã tiếp cận căn nhà đó với ý định sẽ vơ vét tất cả những gì có trên chặng đường. Vào bên trong căn nhà, tôi chẳng thấy thứ gì có giá trị. Phá sàn nhà thì bên dưới là một căn hầm. Tôi đã vơ vét hết tất cả và rời khỏi căn nhà này. Không lâu sau đó thì tôi có tìm thấy được một ngôi làng, một nơi lý tưởng để tôi làm việc tốt. Sau khi tôi thực hiện nghĩa vụ vơ vét của người giàu chia cho người nghèo, tôi đã ghé qua cửa hàng Pokemon để bán đi những món đồ mà tôi đang trộm được. Bán xong thì tôi được 12.000 tiền. Tôi đã dùng hết số tiền này mua 30 Pokemon và 10 Red Ball. Sáng ngày hôm sau, tôi và Khứa Harry lại tiếp tục dâm bùm ra khơi. Không bao lâu sau đó, tôi đã đến được một vùng đất mới. Một vùng đất bị bao phủ bởi băng tuyết. Tiến sâu vào bên trong khu vực này thì nơi đây thật sự rất là đẹp các bạn ơi. Đang đi giao thám tình hình thì bỗng nhiên có một dòng thông báo hiện lên. Huyền thoại Kyurem đã xuất hiện tại khu vực này và tôi cũng đã nhanh chóng thấy được nó. Kyurem này, trời ơi, huyền thoại này,
Uầy, xin, con này của tôi đúng không? Ông né, chủ trời. Né ra thì tôi, để tôi chọn. Kiêu Đêm là một huyền thoại có song hệ rồng băng rất mạnh. Tất nhiên nó không thể nào chịu khuất phục trước hai thằng gà như tụi tôi, nên tôi đã bỏ cuộc và đi thu thập các trái Apricorn. Đến chiều tối, tôi vô tình thấy được một cấu trúc cổ xưa. Lại gần thì đây chính là đền thờ để triệu hồi bộ ba sáng tạo. Tôi cũng đã lưu lại tọa độ của ngôi đền này. Ở gần đó tôi có thấy được Machomp, một em Pokemon hệ giác đấu. Đã đến lúc tôi cho các bạn thấy như thế nào là một nhà huấn luyện Pokemon tài ba. Chỉ với một quả bóng Pokemon, tôi đã bắt được Machomp. Và đây chính là em Pokemon thứ hai của tôi, Machomp. Không chỉ vậy, em Pokemon này còn học được rất là nhiều kiêu mạnh nữa cơ. Tối hôm đó tôi có đi dạo và vô tình thấy được Sakamori, một Pokemon có song hệ thép và bay. Và đó chính là một Pokemon có thể cưỡi được. Tôi đã nhanh chóng đuổi theo và cô đã bắt được nó. Đi theo nó một hồi thì tôi vô tình gặp được Lavita, một trong những á thần. Thấy thế tôi liền đuổi mục tiêu sang Lavita. Nhưng khá là xui xẻo, Lavita chỉ mới cấp 1, nó khá là yếu nên nó bị Machomp của tôi hạ gục. May mắn là ở đó còn có Geodai, Pokemon này có song hệ đá và đất. Tôi cũng đã thử dùng bóng debuff nhưng kết quả là có Coconut. Thế nên tôi đã cho Machomp ra để đấu với Geodai. Machomp của tôi ra đòn chí mạng, đấm cho Geodai hấp hối, nhanh cái chân lẹ cái tay, tôi ném ra quả Red Ball và không lâu sau đó Geodai cũng đã về đội của tôi. Vài ngày sau đó thì tôi cũng đã bắt khá là nhiều em Pokemon và cũng thu thập đủ 6 em Pokemon full đội hình. Sau một vài ngày quan sát địa hình nơi đây, tôi đã tìm thấy được một nơi lý tưởng để an cư lạc nghiệp. Tôi nhanh chóng chế tạo cho mình một cái rương và cất hết tất cả các đồ vào bên trong. Sau đó chế tạo cho mình một vài bộ công cụ bằng sắt. Tiếp theo là đi chặt cho mình một ít gỗ. Nói ít vậy thôi, chứ tôi cũng đốn một cái cây to tổ bố luôn và thu được khá là nhiều gỗ. Tối hôm đó tôi bắt đầu sang mạng khu vực này để đánh dấu chủ quyền. Tiếp đến là tôi đi lấy cho mình một ít đá để xây dựng cái móng nhà. Xây xong thì tôi đánh một giấc đến sáng ngày mai. Sáng hôm sau bên cạnh nhà tôi có một con Bonita xuất hiện. Tôi nhanh chóng thách đấu và rước em nó về đội. Quay trở về nhà, tôi lấy số sắt mà mình đã nung được chế tạo cho mình một cái đe để thuận tiện cho việc chế bóng. Tôi chế tạo cho mình một vài cái đĩa sắt và một cây búa sắt. Đặt miếng sắt lên cái đe, sau đó dùng búa gõ mỏ tụng kinh. Sau một lúc thì miếng sắt của tôi đã trở thành một nửa của quả bóng. Đang gõ mỏ tụng kinh thì bỗng dưng Khứa Áo Xanh xuất hiện. Hello chú em. Mới gặp đã bố láo rồi, như nào nhờ, muốn đấm nhau à? Thằng này có đồ xịn, từ từ. Thằng này có đồ xịn quá. Thôi nè. Ráng ngay. Biết anh mạnh rồi đúng không? Thế thì hôm nay anh tới anh đòi đồ bảo kê. Đồ bảo kê à? Bảo cái con. Mày thích gì đây? Mày nhào vào đây. Mày xác định mày đánh lại tao không? Thật ra tôi không sợ nó đâu, mà cái bộ giáp nó đang mệt lấp lánh quá, nên tôi đã gạ kèo solo Pokemon thay vì solo tay đôi. Bước vào trận đấu, Pokemon của nó chính là Chimchar, một Pokemon hệ lửa, còn Machomp của tôi là hệ giác đấu. Machomp của tôi đấm một phát, Pokemon của nó đã bốc hơi. Ui giời ơi, bạn non thế nhờ. Ăn một đấm của mình là thỉnh kinh ngay chứ mấy đâu mà. Noanh. Tôi định gáy đi chọc tức nó, nhưng không, sau đó nó đánh bại đội hình của tôi. Ta nói nó quê, chữ e kéo dài. À, thôi em xách đồ em về nhà luôn đi, khu này anh bảo kê hết luôn rồi. Cút ra khỏi nhà của tao, biến ngay. Đấy, thằng mắc dạy này, cút ngay vào luôn nhé. Đừng có để anh lóng, anh máu hay lóng ấy. Cút. Tối hôm đó tôi chế tạo cho mình một vài cái hàng rào, tìm một nơi thích hợp và sau đó xây cho mình một cái nông trại thu nhỏ. Đặt biển hiệu là chú chính siêu đẹp trai cho nó chắc chơi người rơi. Bên trong nông trại thì tôi trồng các trái Apricorn để sau này có thể làm bóng. Sáng hôm sau tôi vứt áo ra đi, lên đường khám phá thế giới và bắt các Pokemon để trả thù hàng Sakingu. Đây một lúc tôi phát hiện ra một khu mỏ bỏ hoang, bị trôi lên khỏi mặt đất. Nhanh chân tôi chạy vào giúp các chú thợ mỏ dọn dẹp đồ đạc. Chả hiểu kiểu sao tôi lại tốt bột như thế các bạn ơi. Cái rương cuối cùng trong khu vực này, tôi nhặt được một món cổ vật. Đây là một món đồ có giá trị cực kỳ lớn. Làm việc hăng say đến khi trời tối, tôi quyết định sẽ ngủ một giấc đến sáng mai để tiếp tục chuyến hành trình. Trời cũng đã sáng, tôi bắt đầu xách quả mông hai tạ, lên đường đi khám phá. Tôi đi qua rất nhiều khu vực và thật may mắn cho tôi đã tìm thấy được một ngôi làng trên đỉnh núi tuyết.
Lên đến nơi, tôi hóa thành anh nông dân chém chỉ, giúp các dân làng ở đây gặt lúa. Sau đó tôi có ghé qua cửa hàng Pokemon và ý định là mua cho mình một ít đồ. Lúc tôi định bán đi những món đồ của mình để có tiền mua bóng, tôi bàng hoàng phát hiện ra rằng món cô vật mà tôi đã nhặt được có giá trị lên đến 200.000 tiền đô. Sau khi có tiền, tôi như là một đại gia, tiền không là vấn đề. Mua xương xương có gần 100 trái bóng với nhiều. Rẻ mà. Sao tự nhiên có tiền, tôi thấy tôi đẹp trai quá các bạn ơi. Sáng hôm sau, tôi quyết định rời khỏi làng, tiếp tục lên đường khám phá. Tôi chọn đường thủy để đi, vì đường bộ sẽ khá là tốn thức ăn. Tôi đi qua rất nhiều vùng đất, và cuối cùng, tôi cũng đã gặp được một thứ mà tôi đã tìm bấy lâu. Một trung tâm Pokemon ngoài biển, kế bên là có một hòn đảo, và xa xa tôi thấy có một ngôi làng gần đó. Nhanh tay chèo cái thuyền phóng qua trung tâm Pokemon. Tôi đã dọn dẹp cho trung tâm Pokemon trở nên gọn gàng hơn, rồi rời đi một cách thầm lặng mà không mang theo bất cứ cái gì. Còn về phần ngôi làng và tòa tháp kia, bên trong cũng không có gì đặc biệt lắm, nên tôi xin phép các bạn cho tôi lướt qua khúc này. Vài ngày sau đó, có một lần tôi đi ngang qua một hòn đảo, tôi có thấy được một em Pokemon. Lại gần thì tôi nhận ra đây chính là Lybas, một Pokemon khá mạnh, có sông hệ nước và băng, nên tôi quyết định bắt bằng được em Pokemon này. Quả như tôi đoán, Pokemon này rất mạnh, nó nhanh chóng càn quét cả đội hình của tôi. Nhìn lại thì đã đến lượt đấu thứ 20 rồi, tôi đã sử dụng quả bóng Tamamon để bắt nó. Ngay lúc này, hào quang nhân vật chính của tôi được trỗi dậy. Tôi đã bắt được Lapras nhờ hào quang và vẻ đẹp trai phong độ của mình. Đây rồi, tôi đã thu phục được một em Pokemon mạnh. Và một điều mà tôi rất thích ở em Pokemon này chính là nó có thể cưỡi được. Và tôi có thể cưỡi nó bơi dưới nước mà không thành vấn đề gì. Đang tung tăng cùng em Pokemon mới, tôi chợt phát hiện ra rằng trên đầu của tôi là một khu vực đảo vây huyền bí. Tôi cưỡi trên lưng Lapras đi tìm nguồn nước để có thể đi lên trên đảo bay, vì đây là cách duy nhất tại vì tôi không có Pokemon hệ bay. Không bao lâu sau đó, tôi cũng đã lên được bên trên đảo. Chặt cho mình một ít gỗ, sau đó bắt cầu qua đảo trung tâm. Ở đây có khá là nhiều Pokemon hệ cỏ, nhân tiện đó tôi cũng đã đi cày cấp cho Lapras. Trong lúc đang luyện tập cho Pokemon, bỗng nhiên có một dòng thông báo hiện lên. Greninja đã xuất hiện tại đảo bay. Tôi khá tò mò vì Greninja làm gì xuất hiện ở đây. Hơn nữa nó không phải là huyền thoại. Nhưng trước mắt của tôi xuất hiện ra một em Ash Greninja với một hình dạng đặc biệt. Nó khác khá nhiều so với Greninja dạng thường. Tôi đã thách đấu với nó và nhận ra rằng nó có tên là Greninja Ultra. Lapras của tôi liên tục tấn công khiến Greninja Ultra yếu máu. Tôi liền sử dụng Ultraball để bắt nó, và có lẽ nó đã lựa chọn tôi làm nhà huấn luyện Pokemon. Tôi đã bắt được nó chỉ với một quả bóng. Đây chính là hình dạng của Greninja Ultra, nhìn nó ngầu thật sự luôn các bạn ơi. Lúc tôi xem kỹ năng thì tôi chợt nhận ra rằng Greninja này có song hệ tiên và nước, một song hệ khá là mạnh. Nhưng con Greninja này vẫn chưa học được những chiêu thức mạnh, nên tôi đã dùng vài ngày lang thang trên đảo bay để cày cấp cũng như học thêm nhiều chiêu mới cho nó. Sau khi Greninja của tôi đủ mạnh, tôi quyết định sẽ quay trở về đất liền để tiếp tục hành trình khám phá. Tôi cưỡi Lapras tiến vào khu đất liền gần nhất. Vừa rời khỏi đảo bay, tôi tạm dừng chân tại khu vực này để truy lùng các Pokemon mạnh. Tôi còn có đánh các Pokemon hệ lửa để có thể lấy được một quỷ lửa nữa cơ. Đến tối, tôi cũng đã thấy được một trong những Pokemon mà tôi đang tìm kiếm. Kia chính là Majin Buu, một Pokemon có thể cưỡi và bay được. Tôi đã dùng hết sức lực của mình để đuổi theo nó. Hào quang nhân vật chính của tôi lại tỏa sáng. Con Majin Buu này bay kiểu sao mà lại bị kẹt trên ngọn cây các bạn ơi. Nhân cơ hội đó, tôi đã trèo lên và bắt cái đầu nó. Lapras của tôi tấn công dồn dập khiến con chim ngu này yếu máu. Tôi đã dùng một quả bóng thì đã bắt được em Pokemon này rồi. Và thế tôi là người đầu tiên trong thế giới này sở hữu Pokemon hệ bay. Vui quá nên tôi quyết định sẽ quay trở về nhà luôn. Trên đường trở về nhà thì tôi còn bắt được á thằng Gable và một em Pokemon nữa có tên Magma. Vì dài quá cho nên tôi xin phép các bạn bỏ qua cái đoạn tôi bắt hai con này nha. Sau đó tôi bắt đầu quay trở về nhà với quãng đường dài 4.000 km. Về nhà được hơn nửa quãng đường, tôi gặp được khứa áo xanh Harry. Tôi nhanh chóng tiếp cận thanh niên này. Ai thanh niên kia solo không ấy nhờ? Solo đi.
trời. Rồi ok vô là được. Là mấy cái con luôn. Gà này. Vô nè. Và rủ thanh niên này solo Pokemon. À cá chép ra. Trời ơi mấy cái con cá chép của bắp này nữa. Với sức mạnh áp đảo, mắt ma của tôi đã tiêu diệt hơn cá chép của bắp này. Sau đó mắt ma của tôi cũng đã bị đánh bại. Tôi chỉ còn mỗi Reninja Ultra là còn khả năng chiến đấu. Đã đến lúc tôi cho các bạn thấy sức mạnh của Reninja Ultra. Tôi cho Reninja sử dụng tuyệt kỹ Water Shuriken. Trời ơi, chơi ơi, ai chơi ơi. Chí thiệt bị đập. Trời ơi, non thế, đánh mới có tí xíu mà đã chết rồi. Dở thế. Nhớ đó, nhớ đó. Nha. Bye bye mấy con gà nha. Bye bye mấy con gà thua cuộc nha. Đánh bại xong Khứa Harry, tôi ngay lập tức lên đường trở về nhà để bán hành cho thằng trẻ trâu Saiki ngu, trả thù lại trận đấu trước đó của tôi và nó. Cho đến sáng ngày hôm sau, tôi đã quay trở về nhà. Về đến nhà, tôi liền cất những món đồ mà tôi đã thu thập được vào rương. Đang sắp xếp cái rương thì bỗng nhiên có một dòng thông báo hiện lên. Huyền thoại Jason đã xuất hiện. Khá may mắn con Jason này xuất hiện trên vách núi gần nhà của tôi nữa. Tôi hứng a hứng ở tiếp cận con Jason. Sau đó tôi cũng đã thách đấu với Jason và nhận ra con Jason này có thánh kiếm các bạn ơi. Jason có thánh kiếm có tỷ lệ rất hiếm. Tôi cho Reninja Ultra sử dụng Water Shuriken nhưng chỉ gây cho Jason 25% sát thương. Jason nhanh chóng phản công nhưng may mắn Reninja của tôi vẫn trụ được. Tôi cho Reninja sử dụng Light Rail, chiêu thức này sẽ giúp cho Reninja hồi phục lại một phần lượng máu. Jason liên tục tấn công khiến cho Reninja của tôi chỉ còn một nửa sinh lực. Một lần nữa Reninja của tôi lại sử dụng Water Shuriken đánh cho Jason chỉ còn 46% lượng máu. Nhưng nó cũng đã hạ gục Reninja của tôi. Tôi đã cho Majimu xuất trận vì các Pokemon còn lại không thể nào chiến đấu được. Con chim ngu của tôi liên tục tấn công Jason. Bị tấn công dồn dập, Jason rơi vào trạng thái hấp hối. Nhân cơ hội đó, tôi đã quăng một trái bóng để bắt nó. Quả bóng đầu tiên, Jason đã thoát ra. Nhưng quả bóng thứ hai, tôi đã bắt được Jason. Đúng là đã đẹp trai mà tôi còn bắt Pokemon giỏi nữa. Thứ gì chịu nổi không biết nữa. Và tôi cũng chính là người đầu tiên đã thu phục được huyền thoại trong thế giới này. Và đây cũng chính là con Jason thánh kiếm Pokemon huyền thoại có song hệ tiên và thép. Sau vài ngày dạo chơi ở khu vực quanh nhà, tôi thấy được một căn cứ của một thanh niên nào đó. Với độ thẩm mỹ xây nhà kiểu này, ngoài thằng Saiki ngu ra thì không còn ai đâu các bạn ơi. Tôi nhanh chóng đột nhập vào nhà của nó, xin nhẹ một vài món đồ, coi như thu tiền bảo kê, mới lụm có được cục kim cương thôi. Nó đã quay trở về nhà, phéo lỗ đầu tôi luôn. Quay trở lại canh me, thấy nó mất cảnh giác, tôi liền vác khiên cầm kiếm để úp sọt nó. Với trình độ BV thượng thừa, tôi nhanh chóng bán hành cho nó. Nhưng còn chưa kịp trộm đồ của nó đã xuất chết tôi một lần nữa. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu quá trình đi cày cấp để tiến hóa cho á thần gây bồ. Không bao lâu sau, ghi bồ của tôi đã bắt đầu quá trình tiến hóa, trở thành Gabai. Không chỉ dừng lại ở Gabai, tôi lại tiếp tục cày cấp cho nó. Và chỉ sau một vài ngày, Gabai của tôi đã tiến hóa trở thành á thần Gachom. Và đây chính là hình dạng của á thần Gachom, mang cho mình song hệ rồng đất siêu mạnh luôn. À mà Gachom của tôi còn có thể bay được đó nha. Hiện tại tôi cần một ngôi nhà để chi mưa trú nắng. À nhầm, chi nắng trú mưa. Và để xây một ngôi nhà, tôi cần phải đi đốn những cái cây to, cũng như là tôi đào cho mình thật nhiều đá. Sau khi có vật liệu, tôi sử dụng kiến thức phù hồ đã học được từ thầy Huấn. À nhầm, đã học được từ thầy Lộc phù hồ. Tôi lên chiến lược và bắt đầu xây nhà. Quá trình này tôi sẽ lướt nhanh qua vì xây nhà tốn khá là nhiều thời gian, bao gồm cả thời gian đi kiếm vật liệu. Và nếu mà các bạn thấy video này hay, hãy giúp video này đạt được 10.000 like để tôi có thể làm tiếp video 200 ngày nhé. Sau một vài ngày thì cuối cùng tôi cũng đã xây xong ngôi nhà của mình. Tối hôm đó tôi lại hóa thân thành anh thần xóa tóc mộng, trèo lên cây quan sát tình hình, đợi đến khi thằng Khứa hàng xóm này ra khỏi nhà, tôi sẽ vào tặng nó một vài món quà. Sau khi thời cơ chín mùi, tôi cưỡi Gachom lao thẳng vào nhà của nó. Vào được bên trong nhà, tôi bắt đầu vơ vét những thứ gì mà tôi thấy được. Mũi của Saiki ngu thính lắm các bạn ơi, tôi còn chưa kịp trộm cái gì nữa là nó đã phát hiện ra tôi rồi. Nhưng với trình độ tẩu thoát thượng thừa của tôi, thì thằng Saiki còn lâu mới bắt được tôi các bạn ơi. Khá cay cú khi không bắt được tôi, thanh niên liền gạ kèo solo Pokemon. Bước vào trận đấu, nó đã cho trâu điên ra trận và dùng thiết đầu trâu hút Pokemon của tôi. Chỉ với một hút thôi mà Pokemon của tôi sẽ phải gặp ông bà rồi. Nhưng mà bây giờ lại gặp ông bà thiệt nè. Tiếp theo tôi cho á thần Gachom xuất trận. Gachom của tôi sử dụng hơi thở của rồng, liên tục hạ gục hai em Pokemon của nó. Thấy thế, nó đã cho Houndoom bóng tối ra trận. Sau đó thì Gachom của tôi đã bị Houndoom đánh bại. Khá cay cú, tôi liền cho át chủ bài Reninja Ultra ra trận. Houndoom của nó có tấn công, nhưng lượng sát thương gây ra không quá lớn.
Reninja Ultra của tôi đã sử dụng tuyệt kỹ Water Shuriken, hạ gục Hao Đâm bóng tối chỉ với một đòn đánh. Thấy Reninja của tôi quá mạnh, nó đã cho hỏa thằng Banguro ra trận. Nhìn thôi cũng đã thấy em Pokemon này rất là mạnh rồi. Tôi sử dụng hai chiêu Water Shuriken bị khắc chế bởi hệ nước, nhưng nó rất trâu và vẫn còn sức chiến đấu. Sau đó hỏa thần đã thể hiện sức mạnh của mình, càng quét cả đội hình Pokemon của tôi. Ngay cả thanh kiếm Jason cũng đã bại trận. Vừa thắng tôi xong là thằng trẻ trâu này lại bật chế độ gáy lên. Chú em thấy ai đây mạnh không? Nhưng mà mày hên thôi, anh mày nhường đấy. Trời ơi, bung mày cho mày ấy nhá. Không là bố mày lụm đầu mày rồi, đừng có mày gáy bẩn. Yếu thì đừng ra gió. À, yếu mà đừng có ra gió à. Mày thích chết, mày thích sống bây giờ. Mày muốn như thế nào nhờ? Mày đây, mày như thế nào? Khá cây cú, tôi đã choảng nhau với nó. Sau vài đường kiếm thì tôi là người giành chiến thắng. Tôi đã phải bỏ chạy tụt quần về nhà. Nhưng mà Kusaki này không tha cho tôi các bạn ơi. Cưỡi Pokemon và chạy theo sau nữa. Không bao lâu sau đó, Kuhari cũng đã xuất hiện và rủ tụi tôi đi đánh rồng Ender. Nghe được đi đánh rồng, lòng tôi lại phơi phới. Ngay lập tức tụi tôi cùng lên đường đi qua Stronghold. Với đội hình hùng hậu, tụi tôi nhanh chóng tìm thấy được cánh cổng Dien. Sau đó tôi lại kết hợp cánh cổng ấy và tiến hành qua Dien. Nhờ có Pokemon hệ bay, khá là dễ dàng để tôi phá các trụ Phalanx. Nhưng việc đánh rồng thì ngược lại, con rồng không đáp xuống nên tụi tôi chết khá là nhiều lần. Nhưng cuối cùng tụi tôi cũng đã tiêu diệt được con rồng. Sau đó tôi có đi đào một ít block để bắt cầu đi qua NCT. Khi qua NCT, tôi bàng hoàng phát hiện rằng ở đây có rất là nhiều vùng đất lạ. Sau đó tôi đã cưỡi Jason và tiến vào vùng đất trước mắt. Mới vào vùng đất này chưa được bao lâu, một dòng thông báo hiện lên. Áo thần Tyranita đã xuất hiện tại khu vực này. Nhưng khá đáng tiếc tôi đã chậm một bước. Kuhari đã nhanh chân hơn tôi và bắt em Pokemon này. Và theo như tôi được biết thì kia chính là Tyranita Darkness, hay còn được gọi là áo thần Tyranita bóng tối. Kế bên nơi tôi đang đứng có thấy được một vùng đất rất huyền bí. Tôi đã ngay lập tức cưỡi Majin Buu bay qua khu vực đó. Khi lại gần thì khu vực này khá là kinh dị. Lơ lửng trên không một lúc thì bỗng nhiên vị thần cai quản vùng đất này đã xuất hiện, Rayquaza thần bóng tối. Ngay lập tức tôi cũng đã thấy được nó. Tôi đã đuổi theo và thấy được hình dáng của thằng bóng tối với bốn nanh vuốt sắc nhọn và vẻ bề ngoài cực kỳ dữ tợn. Sau đó tôi quyết định thách đấu với thằng bóng tối. Vừa vào trận đấu, nó đã hạ gục Steptail của tôi. Tôi quyết định sẽ cho Reninja Ultra ra trận đấu với thằng bóng tối vì Reninja của tôi có mang trong người tính chất hệ tiên. Tôi cho Reninja sử dụng Moonblast bị khắc chế nên Rayquaza đã nhận một lượng sát thương cực lớn. Rayquaza cũng đã nhanh chóng phản công, nhưng Reninja của tôi vẫn có thể trụ được vì nó cũng là một trong những Pokemon có sức mạnh đặc biệt. Nhân cơ hội Rayquaza thằng bóng tối đang bị yếu máu, tôi liền quăng bóng để bắt nó, nhưng kết quả là không thành công. Sau đó tôi lại ném thêm một quả nữa và hào quang nhân vật chính của tôi lại một lần nữa được tỏa sáng. Cùng với vẻ đẹp trai hút hồn của mình, Rayquaza thằng bóng tối cũng đã bị tôi thu phục. Đúng là nhà huấn luyện Pokemon tài bạc của các bạn ơi. Và đây chính là hình dạng của Rayquaza thằng bóng tối. Nhìn nó cực kỳ ngầu luôn. Và nó còn là một trong ngũ thần Rayquaza mang sông hệ rồng bóng tối. Sau đó tôi đã cưỡi nó lên đường trở về nhà. Về đến nhà tôi liền chạy qua nhà của Sakingu để tính sổ với nó. Không có nó ở nhà nhưng lại có một bóng dáng của một thanh niên nào đó, không ai khác chính là Kuhari mất dạy. Thanh niên kia đang cấp đồ nhà anh Sakai đúng không? Tranh thủ anh Sakai không có nhà là cấp đồ đúng không? Ê đừng đánh tôi. Ê anh em mình tranh thủ trộm đồ của anh Sakai đi. May quá, nó không có nhà. Hợp lý. Đồ nó có gì lấy hết, tảo vàng này. Ý thôi trừ lại cho nó một hai quả đi, tụi nó. Đó mình lấy tầm khoảng 9 quả thôi. Trời ơi các bạn ơi, khứa Harry này ăn cấp đồ của anh Sakai kìa. Sau khi ra khỏi nhà Sakai, toàn là Harry ăn cấp không à, tôi chả lấy được món đồ nào cả. Ê mà ông kia, solo Pokemon hay không ấy nhờ? À, thích thì chiều thôi ấy nhờ. À, ok. Không sợ mà rơi. Được rồi, vô xài ké cái máy của nhàn Sakai kia đã. Hồi máu xong cho Pokemon của mình thì cũng đã đến lúc tôi cho các bạn biết ai mà chính là bậc thầy huấn luyện Pokemon. Có lời gì chăn trối trước khi thua cuộc không hả con nhóc con kia? À, thằng mày gáy, để bố mày cho mày biết thế nào là lễ đồ nhá. Cuối cùng thì trận đấu cũng đã được bắt đầu. Gyarados luôn, ghê vậy? Đúng rồi. Sợ chưa? Sợ đấy, kỳ này. Labat của tôi dùng sung thủy, gây 55% sát thương cho Gyarados. Gyarados đã dùng bom hạt giống, nhưng lượng sát thương gây ra không quá lớn. Một lần nữa sử dụng sung thủy, Gyarados của Harry đã phải nằm xuống. Harry đã cho á thần Tyranitar bóng tối ra trận. Nó sử dụng nanh sấm, hạ gục đi Labat của tôi. Ngay lập tức, tôi cũng đã cho á thần Garchomp ra để đọ sức với lại Tyranitar. Sử dụng hơi thở của rồng, nhưng chẳng hề hấn gì với Tyranitar. Không lâu sau đó thì Garchomp của tôi cũng đã phải nằm xuống.
không thể để Tyranitar chiếm spotlight. Ngay lập tức tôi cho Reninja Ultra ra trận, sử dụng Water Shuriken hạ gục á thần Tyranitar bóng tối. Harry đã cho Durigon ra trận, vì nó là hệ rồng nên tôi đã cho Reninja sử dụng Moonblast tiêu diệt luôn Durigon. Ôi giời ơi, bạn ăn cái gì mà nó non thế nha. Bạn bình tĩnh đi bạn ơi, bình tĩnh đi. Pokemon trên sàn đấu hiện tại đó chính là Swarmer Darkness. Reninja của tôi sử dụng Water Shuriken nhưng không hề hắn gì với nó. Swarmer sử dụng động đất, sau đó thì Reninja của tôi cũng đã bị đánh bại. Tôi đã phải cho con Pokemon mạnh nhất đội hình ra trận, Rayquaza thằng bóng tối. Vừa ra trận, chỉ với hai chiêu thức, Swarmer đã phải nằm xuống. Và sau đó Rayquaza cũng đã càn quét hết tất cả các Pokemon của Harry, mang về chiến thắng dành cho tôi. Trời ơi, thằng này bị level cao quá, level cao sao chơi. Trời ơi, non thì nói chứ rồi, level cao đi chứ. Thôi, nhường thôi, lần sau nha. Đừng sao cái tài thủ cho con đi, kêu nhầm ạ. Ủa mình nhìn lâu lắm vậy đi nhé. Chúng ta sẽ cùng xem lại thằng bóng tối Rayquaza. Nhìn nó ngầu thật sự các bạn ơi. Không chỉ vậy, nó còn rất mạnh nữa cơ. Vào phần kỹ năng, con Rayquaza này có song hệ rồng và bóng tối. Và chúng ta chưa thể nào khám phá được sức mạnh của nó, vì nó vẫn chưa học được một chiêu hệ rồng, cũng như là chưa học được một chiêu hệ bóng tối nào. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cày cấp cho nó trong video 200 ngày. Ngày đầu tiên tôi xuất hiện ở một khu vực đồi núi, khung cảnh ở đây đây khá là đẹp. Lần này tôi đã chọn Charmander là Pokemon khởi đầu, một Pokemon hệ lửa cực kỳ quen thuộc. Sau đó tôi có nhìn bản đồ và thấy bên dưới sườn núi là thằng trẻ trâu Saki ngu. Tôi không vội đánh nó mà chạy qua cái cây gần nhất, bắt đầu quá trình lấy gỗ. Tôi có chế tạo cho mình hai công cụ, một cây cúp gỗ và một cây kiếm gỗ. Sau một lúc thì con mồi của tôi cũng đã xuất hiện, nó còn đang rất thanh thản đi lấy đá nữa cơ. Hễ thế tôi quát kiếm chạy qua đồ xác thằng trẻ trâu này. Với trình độ PvP thượng thừa, tôi nhanh chóng đưa tiện em nó về với cát bụi. Sau đó tôi đi truy lùng khứa Harry, khứa này và Sakingo đã bắt nạt tôi ở video 100 ngày. Và bây giờ chính là lúc tôi trả thù. Núp bây giờ, vô đây. Vô đây nè. Không thể thoát được tôi, thanh niên này đã kéo dài thời gian bằng cách thách đấu Pokemon với tôi. Nhưng là một ngày huấn luyện Pokemon tài ba, tôi ngay lập tức chấp nhận lời thách đấu của hắn. Bước vào trận đấu, đối thủ của Charmander chính là Torchic, cũng là một em Pokemon hệ lửa. Và nó còn tặng level 8, trong khi Charmander của tôi chỉ mới level 5. Không hoảng sợ, tôi nghĩ Charmander sẽ làm được, nhưng... thật ra là tôi giả vờ thua thôi để nhường cho thanh niên này, nhưng mà khứa này nó gáy to quá các bạn ơi, thế nên tôi đành phải tiễn nó về với Saki ngu luôn. Hơi lon nhá, hơi lon nhá, về luyện tập. Người bảo nó, người bảo nó, bảo nó muốn chết rồi. Sau đó tôi bắt đầu đi lấy đá, tiến hành sang thời kỳ đồ đá. Lấy hay một lúc thì trời cũng đã tối, bọn tôi quyết định sẽ dùng đường thủy để di cư qua chỗ khác. Đua thuyền nè bạn ơi, đua thuyền nè. Ui, hai con gà này. Vào đây. Như nào nha. Tung tăng cùng chiếc thuyền thì cuối cùng tôi cũng đã đến được phía bên kia bờ sông. Trời tối rồi anh em ơi, bây giờ phải làm sao đây? Vì cả một ngày nay lang thang như một thằng thiểu năng nên thanh thức ăn của tôi còn rất thấp. Đâu 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 đâu, cho phát nào, đi đó quá. Đây đây, vô đây, 10 ngàn. À một quả. Đúng rồi. Bây giờ là mấy ngàn? Bây giờ một, bây giờ bao nhiêu tiền đây? Như nào? Như nào nhờ? Được. Có được con, được có 2 quả, đưa 1 quả. Đây, đưa anh Mai, tôi có tặng 4 mấy quả. Ui, em ơi, có cái gì nè? Hình như đây chính là cánh cổng dẫn lên thế giới bóng tối anh em ơi. Nhưng mà đừng có vào, bây giờ tụi mình còn yếu lắm, vô đó là chết đấy. Nhưng mà dân chơi không sợ bớt rơi, tôi vô đây. Tôi quyết định sẽ rời đây, vì giờ đây bọn tôi còn quá non nớt để bước sang cánh cổng thế giới bóng tối. Và cũng trong buổi tối hôm đó, bọn tôi đã tìm thấy một nơi mà những người tốt như tụi tôi rất là khoái. Ủa anh em ơi, bên kia hình như là có một ngôi làng kìa. Ồ, lại mới ép bao nhiêu đi chứ. Đi sao vui vẻ nha, ui thằng này nhanh đấy. Tuy là già cả rồi, nhưng mà nhiều lần ăn trộm bị dí quá nên cái tốc độ chạy của tôi phải bỏ xa hàng khứa kia. Lúc tôi leo lên một vách đá thì tôi thấy được có rất là nhiều ngôi làng ở vùng đất băng giá này. Tôi cùng hai khứa kia đã hóa thành những anh lao công chăm chỉ giúp các dân làng dọn dẹp nhà cửa. Sáng hôm sau, tôi đang qua ngôi làng kế tiếp để vơ vét thì vô tình thấy được một con Fortmas, một con quái vật đang tấn công ngôi làng. Đang hóng chuyện thì bỗng nhiên cái con gấu bạch tạng này tấn công tôi. Vì là một người tốt nên tôi quyết định sẽ xách đít lên và chạy các bạn à. Tại vì con quỷ đó nó mạnh quá, tôi quánh không lại đâu.
ngày hôm nay đã đến rồi. Chú Chính khai trương server Bismon tại MyAhi cho các bạn fan chú Chính cùng chơi. Server mang tên Bismon nhà vô địch. Server của chú Chính các bạn phải đến hội quán game để có thể lấy được huy hiệu và trở thành một nhà huấn luyện Pokemon thật thụ. Và server này còn rất là nhiều điều thú vị khác. Nhanh tay vào myahi.com để có thể chơi Bismon cùng chú Chính nhé. Link tại chú Chính sẽ để bên dưới. Nếu video này đạt được 20.000 like, chú Chính và server MyAhi sẽ tặng các bạn một bản Bismon Việt hóa đầu tiên tại Việt Nam. Còn chăn chơi gì nữa, like video đi kìa. Sau một vài ngày vơ vét trên đường đi thì tôi vô tình thấy được một cái trung tâm Pokemon bỏ hoang. Nhanh chân chạy qua thì tôi thấy được hai con gà kia cũng đang tiến tới cái trung tâm này. Vào trung tâm tôi nhanh chân lụm nhẹ cái PC. Trời, lụm cái PC rồi, thằng mày chứ. Nha nha nha, đồ là của ta, đồ là của ta. Các người sao mà nhanh bằng ta được. Tối hôm đó tụi tôi cũng đã tiến đến cái điểm cuối cùng của vùng đất mát này và nhìn thấy bên kia là một bìa rừng. Qua bìa rừng này thì có khá là nhiều công trình, nhưng tôi lựa chọn đi thu thập các trái Abricorn thay vì chọn đi khám phá công trình. Một lúc sau thì tôi còn gặp được một cái đảo bay trên trời nữa cơ. Tiếp tục di chuyển thì bọn tôi lại phát hiện ra một khu rừng dây leo khổng lồ. Khu vực này có rất là nhiều cây Abricorn nên tôi đã dùng cả đêm để đi vơ vét hết tất cả và đút vào túi của mình. Trong lúc đi nhặt Abricorn thì tôi có vô tình thấy được một khe nứt bên dưới có rất nhiều khoáng sản. Tôi nhanh chân chế tạo cho mình một cái cuốc sắt tiến hành quá trình đi mai. Tôi có chế tạo cho mình 4 cái lò nung để chúng ra và tôi nung hết tất cả các khoáng sản mà tôi đã đào được. Sau khi có sắt, tôi chế tạo cho mình một bộ công cụ và một bộ giáp sắt. Mặc bộ giáp sắt vào, sau đó tôi rời khỏi hang động để tiếp tục chuyến hành trình phiêu lưu của mình. Tôi dành cả một ngày để đi khám phá, vượt qua bao nhiêu khu rừng, lội qua bao nhiêu con suối. Nhờ hào quang của nhân vật chính, tôi đã tìm thấy được một vua làng các bạn ơi. Làm kia, chị ta ơi, em nhớ chị nhiều lắm. Sau khi thăm chị y tá, tôi có ghé qua cửa hàng Pokemon bán đi những món đồ mà tôi đã cực khổ nhặt được. Sau đó tôi dùng hết tất cả số tiền mà mình mới có được để mua bóng. Sáng hôm sau tôi lại tiếp tục cùng hai cứ kia lên đường tìm vùng đất mới. Sau rất nhiều lần lên đên, tôi có thấy được một cái trung tâm Pokemon, nhanh chân chạy vào trong lấy đồ. Sau đó tôi tiến sâu vào trong vùng đất này. Ở đây là một đồng bằng khá rộng lớn, rất thích hợp cho việc xây dựng cơ đồ. Đi một tí nữa tôi có gặp được một ngôi làng. Không nói chắc các bạn cũng đã biết tôi gặp ngôi làng nào thì chỉ 1 phút 30 giây, cả ngôi làng còn đúng cái nịt. Sau đó tôi lại qua shop Pokemon bán một vài món đồ và mua thêm một ít bóng. Tối hôm đó tôi có gặp được một em Ekan Shiny rất hiếm. Tôi dùng Ultra Ball để bắt nhưng nhanh chóng nó cũng đã thoát ra ngoài. Nope. Không bỏ cuộc, tôi quen ngồi bóng thứ hai và nhờ vẻ đẹp trai thanh lịch vô địch khắp vũ trụ của mình, tôi đã nhanh chóng bắt được em nó. Không bao lâu sau đó tôi có gặp được một em Raticate dạng Anola, một con chuột cống siêu to khổng lồ. Tôi chỉ mới nắm một quả bóng duy nhất thôi mà đã bắt được con chuột cống này rồi. Đúng là cái đồ mê trai thì cái chứ. Và đây cũng chính là hình dạng của Raticate Alola. Và đặc biệt hơn nữa chính là cái con chuột này tôi có thể cưỡi được nữa cơ. Sau đó tôi đã cưỡi trên lưng em chiến mã mới này, ngao du thiên hạ, vượt qua biết bao nhiêu cái đèo. Trong lúc đang vượt đèo lội suối thì bỗng dưng tôi có thấy được một con rắn độc của đội Hỏa Tiễn. Tôi tiếp cận và thách đấu với nó, tưởng đâu nó yếu như trong phim các bạn. Ai dè nó mạnh quải chưởng luôn. Nó mới dùng già chiêu cơ bản thôi mà đã càng quét cái đội hình của bắp của tôi rồi. Quả cây cú tôi quyết định sẽ bắt bằng được cái con Pokemon này. Trong lúc tôi đang cố gắng bắt em Pokemon này thì bỗng dưng thấy được một em Rhyhorn, một Pokemon có song hệ đá và đất, tranh thủ đang bắt em rắn kia thì tôi cũng bắt luôn em heo thép này. Lúc này hào quang nhân vật chính cùng với đồ đẹp trai nhất nách của tôi, hai em Pokemon này không cưỡng lại được nên nó lần lượt bị tôi thu phục. Ta nói đẹp trai nó cũng khổ quá các bạn ơi, bắt Pokemon toàn dính thế này thì người ta lại bảo tôi hack game. Gần đó tôi có thấy được một chú voi con đang đi lạc. Tôi quyết định sẽ thách đấu để thu phục em Pokemon này. Nhưng nhỏ này nó không biết ơn tôi mà nó còn dùng thiết đầu công hút hai em Pokemon của tôi chầu trời. Đã đến lúc một lần nữa tôi chứng minh cho các bạn thấy độ đẹp trai của tôi như thế nào. Chỉ với một quả bóng Pokemon tôi đã bắt được bé voi này rồi. Và đây chính là hình dạng của em Pokemon mà tôi mới thu phục được. Nhìn nó vậy thôi chứ nó là một Pokemon đơn hệ thép và còn là một trong những Pokemon Gen 8 rất mạnh. Sau khi thu phục đầy đủ các đàn em, tôi đã cưỡi bé voi lên đường đi kiếm hai khứa Harry và Sakigu.
Đi theo bản đồ, tôi đã đến được vị trí của Harry. Mà kẻ khứa này, ở gần đó tôi có thấy một em Pokemon có tên là Lucario, một Pokemon được rất là nhiều bạn yêu thích. Tôi nhanh chóng thách đấu với Lucario, cho Rayon sử dụng chiêu thức chính địa, gây một lượng sát thương lớn cho Lucario. Nhân cơ hội Lucario suy yếu, tôi đã quăng bóng để bắt nó, và chỉ với 2 đến 3 quả bóng thôi, tôi đã bắt được Lucario rồi. Con Pokemon của tôi đứng chờ nãy giờ bắt éo được. Ủa ai biết cha nội, Lucario của ông hả? Đâu, bắt nãy giờ không ra nè, không được. Xin nha, Lucario. Trời ơi. Nãy giờ nó không ra, nó cay chứ. Noan. Ờ đi đi, nhớ đó, cay chứ. Chơm được con Pokemon rồi mọi người ơi, trời ơi đã quá. Tối hôm đó tôi có vô tình thấy được bóng dáng của người bạn chí cốt Saki ngu, tù trưởng Dê Lan, tù trưởng Dê Lan, cái tên kia gì đấy. Thấy tù trưởng mà không chịu chào hỏi là như thế nào ấy nhờ, muốn chết là muốn sống. Ê nhóc solo không mày, thằng như mày chắc thôi tao dùng một đúng một con thôi đã win cả cái đội hình mày luôn ấy. Yo solo luôn rồi, Lucario đã chặn đi đâu. Ấy chà, Lucario sắp hết máu mà dám gáy à. Với sức mạnh hiện tại, tôi đã nhanh chóng bán hành cho thằng trẻ trâu này để cho nó biết ai mới chính là ông trùm huấn luyện Pokemon. Và cũng chính trong buổi tối ngày hôm đó, tôi có bắt gặp được một em Pokemon có tên là Zoroark, một Pokemon hệ bóng tối, nhìn ngầu như cái bồn cầu luôn các bạn ơi. Nhanh chân nhanh tay tôi thách đấu với em này. Lucario của tôi liên tục tấn công khiến cho Zoroark yếu máu. Sau đó tôi ném quả bóng Red Ball và thành công thu phục được Zoroark. Sau đó tôi đi luyện cấp cho Rayon. Một khoảng thời gian huấn luyện trôi qua thì hai Rayon của tôi cũng đã bắt đầu quá trình tiến hóa trở thành Rayon. Đây chính là hình dạng của Rayon, nhìn nó chiến thật sự các bạn ơi. Trong lúc tôi đang luyện cấp cho Pokemon thì bỗng dưng có một trẻ trâu xuất hiện. Ê chú em, sao đây sao đây? Giờ tình hình tao đang thiếu một vài kia Obsidian. Cái này này. Ừ. Mày còn nhiêu cái đưa hết đây cho tao. Tại sao bố phải đưa cho mày thằng nhóc? Mày thích chết à? Thì, mày ra lợi nhanh. Mày ra lợi cho ai đấy? Thì cũng có trao đổi mà. Trao đổi ok không? Trao đổi gì đâu. Giờ mày đang thiếu gì? Tao đang thiếu bóng. Thiếu thật không? Không, thiếu bóng ngươi thịt bố mày đầy nè. Nè, thích là anh mày cho vài miếng mà còn lâu, mày mơ tao mới cho. Giờ tao còn 4 cái Pokeball đổi mớ Obsidian nữa được không? À cũng được. Đưa đây đây, đang thiếu bóng. Đấy. Rồi, cảm ơn nha. Tao luôn hả? Lúc nói rời đi, tôi có vô tình thấy được nó đang cửa trên lưng chính là em Shelgon, một trong 9 Pokemon Á Thần. Trong quá trình luyện cấp thì Charmander của tôi đã bắt đầu quá trình tiến hóa. Sau khi tiến hóa xong thì Charmander của tôi đã trở thành Charmeleon. Charmeleon. Thấy vậy tôi bắt đầu chuỗi tiến hóa cho Charmeleon để nó có thể trở thành rồng lửa Charizard. Liên tục cày cấp trong nhiều ngày thì cuối cùng Charmeleon của tôi cũng đã bắt đầu quá trình tiến hóa trở thành Charizard. Không biết các bạn có thích em Charizard này hay không, chứ tôi là tôi siêu ghiền em Pokemon này luôn. Đã vừa mạnh rồi mà còn vừa ngầu nữa. Thứ gì chịu nổi không biết nữa. Đặc biệt hơn là sau khi tiến hóa cấp 3 thì em Pokemon này đã có thể chở tôi bay rồi nè. Quá là xịn sò. Có Charizard tôi liên tục bay qua các vùng đất. Lúc tôi bay qua cảnh sa mạc thì tôi có vô tình thấy được một em Pokemon, đây chính là Flygon. Nó được mệnh danh là hậu hóa thần. Đừng thấy vẻ bề ngoài hiền lành mà đánh giá thấp Flygon, nó còn được mệnh danh là vị thống lĩnh bão cát sa mạc. Tôi cho Charizard đấu với Flygon. Charizard của tôi liên tục phun lửa. Flygon nhanh chóng đã trở nên suy yếu. Tận dụng thời cơ đó, tôi quen quả bóng và thành công bắt được vua bão cát Flygon. Tối hôm đó tôi có thấy cánh cổng để có thể qua được thế giới bóng tối. Tiến lại gần thì tôi vô tình bắt gặp được Hakamo-o, một Pokemon Á Thần cấp 2. Á Thần này sẽ rất là mạnh nên tôi nhanh chóng cho Charizard thách đấu. Sau hai lần phun lửa, Hakamo-o đã trở nên suy yếu. Tôi ăn bóng và nhanh chóng bắt được Á Thần. Đây chính là Hakamo-o, một Pokemon có song hệ rồng vào giác đấu. Sau đó tôi tiến lại gần cánh cổng bóng tối, nhưng tôi quyết định sẽ bỏ qua vì hiện tại tôi còn quá yếu để vào cánh cổng này. Vì Hakamo-o của tôi sẽ tiến hóa ở cấp 48 nên tôi quyết định đi luyện cấp cho nó. Và không lâu sau đó, Hakamo-o của tôi đã bắt đầu quá trình tiến hóa. Khi tiến hóa, Hakamo-o của tôi sẽ có một diện mạo mới và nó còn học được một chiêu thức độc quyền, lăn âm xung kích. Và đây chính là Á Thần Komo-o, được tiến hóa từ Hakamo-o. Sau đó tôi đã đi luyện cấp cho Á Thần Komo-o cũng như các Pokemon còn yếu trong đội hình. Cứ lang thang ở thế giới này cũng không phải là cách. Tôi cần phải xây dựng một ngôi nhà để có thể cư trú. Và các những món đồ đạc của tôi đã lựa chọn ra được một vị trí khá đẹp.
Tôi để các rương ra, sau đó cắt hết đồ vào bên trong, bắt đầu dọn dẹp lại khu vực này. Sáng hôm sau, tôi có đi lấy cho mình một ít gỗ. Một loại gỗ thì chưa đủ, tôi có đi qua khu vực rừng ngập mặn và chặt luôn cái cây ở đây. Nhưng mới chặt được một nửa thôi mà cái rìu của tôi đã vỡ rồi. Lúc về nhà tôi có đi ngang qua một khu vực có khá là nhiều đá. Tiện thể tôi cũng đào luôn một mớ đá về để dự trữ. Vào buổi tối hôm đó, tôi bắt tay vào xây dựng nhà cửa. Quá trình tôi xây căn nhà này mất rất nhiều thời gian. Và hơn thế nữa, để tạo ra một video như thế này, tôi phải liên tục ngồi chơi game và edit video cho các bạn xem. Nên tôi chỉ mong các bạn hãy cho tôi một lượt đăng ký kênh và like video này để tôi có thêm động lực làm video 300 ngày nhé. À đúng rồi, nếu video này đạt được 20.000 like, tôi sẽ cho các bạn liên mod Beastman Ultra mà tôi đang chơi nha. Sau 7 ngày trong Minecraft thì tôi cũng đã hoàn thành được căn nhà của mình. Vào bên trong nhà, tôi đặt cho mình vài cái rương và sau đó vận chuyển đồ đạc vào trong. Ngày hôm sau, tôi lại dành thời gian ra để đi luyện cấp cho các Pokemon. Đến cuối ngày, tôi vô tình thấy được một con đại bàng trên bầu trời. Một lúc sau, nó lao thẳng đến chỗ tôi. Bước xuống chính là khứa Harry mất dạy. Đây rồi, tìm nãy giờ, trời ơi, tìm loài cái chỉ luôn. Sao, đâm nhau không? À, rủ solo Pokemon luôn à. Trời ơi, có biết lượng sức mình không nhở? À, ngon ngon, vô đây, anh mới có rất là nhiều Pokemon mạnh luôn. Siêu mạnh, siêu ngầu, đẹp trai như tôi vậy. Đúng rồi, mấy thằng gà nó hay nói mấy cái câu lắm. Mấy thằng gà nó hay gáy bẩn lắm. Thôi rồi, vô đây solo thôi. À, vô đây coi. Tôi đã bảo Harry hồi mẫu cho các Pokemon, rồi sau đó sẽ quyết đấu. Hồi máu xong cho các Pokemon, thanh niên này lại rủ tôi ngủ lại chỗ này. Thấy cũng khoái khoái cho nên là tôi đặt giường ra và ngủ luôn một giấc tới sáng. Rồi rồi, giờ á, giờ nếu tôi thắng ông á, thì ông phải giúp tôi tiến hóa một con Pokemon bằng máy chay này, chơi không? À, ok, chơi thôi, nhưng mà nếu thua thì phải 10 trái bóng Ultra Ball. 10 trái luôn à, ok, tôi có đủ 10 trái luôn, chơi không? Rồi rồi, vô con gà kia. Bước vào trận đấu, đối thủ của Charizard là Lucario, nhưng mà đặc biệt là con Pokemon này dạng Shiny. Tôi cho Charizard phun lửa, ngay lập tức hạ gục Lucario của Harry. Harry đã cho Blaziken ra trận để đọ sức với Charizard. Tôi cho Charizard sử dụng hơi thở của rồng, cấu đi một lượng máu của Blaziken. Ngay lập tức Blaziken cũng đã phản công, nhưng nó chẳng hề hắn gì đối với Charizard của tôi. Một lần nữa sử dụng hơi thở của rồng, hạ gục đi Blaziken. Pokemon thứ ba của Harry chính là siêu rồng Haxorus. Nó sử dụng móng vuốt của rồng, hạ gục đi Charizard của tôi. Thấy thế tôi cho ở thằng combo xuất trận, sử dụng chiêu thức nghịch long. Nhưng nó cũng đã bị Haxorus đánh bại và sau đó liên tục đánh bại các Pokemon của tôi. Sao? Cái gì đây? Cái gì đây? Trời ơi, con Haxorus hack game rồi, Haxorus hack game rồi. Đứng lại. Nhưng là một người chơi chính trò, tôi ngay lập tức thực hiện giao kèo, giúp khứa này tiến hóa Electrobus trở thành Electrovine. Xong việc thì tôi thấy cái máy ra đời của con khứa này nó hấp dẫn quá. Cho nên tôi đã... Harry ơi! Harry ơi! Thôi thì cũng cảm ơn nhá, tôi xin cái máy này nhá. Chú chín này. Bye bye nha, cảm ơn nha. Cảm ơn vì món quà này nha. Cảm ơn. Ui. Ôi, đua không? Trời ơi, cái con chim đại bàng nó tụi tôm với lại Charizard luôn nha. Ui dạy, con chim non. Con máy anh đi. Thế là chơm được cái máy trader, quá xịn, quá xịn. Cày tí nữa, cái máy trader mất mấy ngày mấy đêm mình đi tìm con ngựa nó. Ngu người. Sáng hôm sau, vì để trả thù khứa Harry, tôi đã theo dõi và phát hiện ra vị trí của thanh niên này. Theo góc nhìn của tôi, Harry định xây nhà ở nơi đây. Một lúc sau, khứa này cởi chim bay mất tiêu. Nhân cơ hội đó, tôi cử Charizard xuống để thăm dò tình hình, tiện thể giúp anh bạn này dọn dẹp lại cái rương đồ. Trong rương chỉ có một vài món đồ không mấy giá trị, nhưng mà không mấy giá trị thì cũng vô túi của tụi thôi các bạn ơi. Sau đó tôi có đặt một cái bảng và để lại một lời nhắn: nghèo quá không có gì để trộm, ký tên sai cây đẹp trai. Chuyến này sai cây ngu xong đời rồi các bạn ơi. Xong việc tôi cử Charizard và quay trở về nhà. Trong lúc quay trở về nhà, tôi có vô tình phát hiện ra ở gần nhà tôi có một ngôi đền. Ở trong này thì cũng chẳng có gì ngoài những cái dây leo. Tôi đã dùng kéo lấy đi một ít dây leo và còn lấy đi một ít đá đem về nhà nữa. Về đến nhà, tôi chế tạo Rayon Keystone. Sau đó tôi đặt nó ngay trong nhà của mình. Tiếp theo tôi chế tạo cho mình một cái Offering Altar. Nó sẽ giúp tôi chế tạo ngọc Rayon. Nguyên liệu mà chúng ta cần có gồm một obsidian, một kim cương và một ngọc lục bảo. Sau đó là quá trình ba vật phẩm này hợp nhất. Chúng ta chỉ cần đợi một tí thì chúng ta sẽ có được ngọc Rayon. Chưa dừng lại ở đó, chúng ta cần phải chế tạo quyền trượng Rayon để có thể kích hoạt cánh cổng.
Tôi lựa chọn vị trí nhất định và xây dựng lên một cánh cổng. Ở bên trong thì sẽ phủ lá. Và chỉ cần đặt quyền trượng lên Radiant Keystone, chúng ta sẽ kích hoạt được cánh cổng dẫn đến thế giới côn trùng. Tôi quyết định sẽ đi qua thế giới côn trùng một mình. Vì được xuất hiện trong một không gian kín, tôi cần phải đào những khối đá này ra để thoát ra bên ngoài. Một lúc sau tôi đã thấy được lối ra. Tôi cho Flygon ra ngoài và cự nó để bay. Ở thế giới côn trùng này còn có rất nhiều quần xã. Một lúc sau tôi có vô tình đi vào một di tích. Đi xuống bên dưới thì có một vài con quái vật xuất hiện. Mấy con này nó không mấy thân thiện các bạn ơi. Nó lao vào cắn xí tôi. Vì không đánh lại cái bọn này nên tôi đành cử Flygon và bay ra khỏi chỗ này cắt đuôi bọn chúng. Không biết là các bạn có muốn video 300 ngày tôi sẽ khám phá chỗ này hay không? Đừng quên bình luận cho tôi biết nha. Trong lúc tôi đang tìm hiểu về địa hình nơi đây thì bỗng dưng có một dòng chữ hiện lên. Huyền thoại Sukun đã xuất hiện tại khu vực này. Ngay lập tức tôi cũng thấy được một bóng dáng của Pokemon. Lại gần thì tôi bàng hoàng phát hiện rằng hình dạng của Sukun rất khác. Đây chính là Sukun thần rừng, là một trong những vị thần cai quản rừng ở thế giới côn trùng. Tôi ngay lập tức thách đấu để bắt em Pokemon này. Tôi cho chai giáp phun lửa và gây ra 33% sát thương cho Sukun. Khá hiệu quả nên tôi tiếp tục cho chai giáp phun lửa thì thần rừng đã trở nên suy yếu. Bắt kịp cơ hội đó, tôi ngay lập tức quăng một trái bóng Ultra Ball. Nope. Và chỉ sau một vài quả bóng, thần rừng cũng phải khuất phục trước vẻ đẹp trai của tôi. Bắt được thần rừng, Charizard của tôi còn học được một chiêu thức mới có tên là Liệt Diễm. Và đây chính là hình dạng của thần rừng, nhìn nó thật sự rất là ngầu luôn các bạn ơi. Không chỉ vậy đâu nha, mang danh thần rừng thì đương nhiên con Pokemon này còn có thể bay được nữa. Các bạn có bao giờ thấy Suicune mà bay được không? Chưa đúng không? Chỉ có thần rừng mới được thôi nha. Lúc tôi xem kỹ năng của thần rừng, con Pokemon này không phải hệ nước, mà thay vào đó chính là sóng hệ tiên và cỏ. Một sóng hệ cũng khá là mạnh, nhưng mà cái sóng hệ này á thì rất là sợ hệ lửa luôn. Sau đó thì tôi cũng đã tìm đường và bắt đầu quay trở về nhà. Đây rồi các bạn ơi, tôi đã mang thành công thần rừng về thế giới thường rồi nè. Quả là xịn sò luôn anh. Chiều hôm đó tôi bắt đầu cày cấp cho em Pokemon này, cũng như cho nó đánh thức sức mạnh, học được những chiêu thức có hệ tiên và hệ cỏ. Tối hôm đó trong lúc đang cày cấp, tôi có thấy bóng dáng của anh bạn Chí Cốt, Sẻ Ký Ngù. Vì là bạn bè lâu năm cho nên tôi quyết định sẽ qua thăm anh ấy. Tiện thể tôi cũng hỏi thăm cái rừng đồ của anh luôn. Một lúc sau nó đã nhận ra sự xuất hiện của tôi. Cái quần què gì vậy? Hello bạn, tôi có làm gì đâu bạn, bạn nói gì vậy kỳ vậy? Trời ơi, tôi đã đói rồi, giờ bạn còn chơi trò, bạn lấy hết đồ ăn của tôi. Tôi qua đây để tặng thức ăn cho bạn nè. Trời, nói gì kỳ vậy bạn, đây nè, đấy, tặng cho bạn đó. Chú em qua đây để làm gì? Tao qua đây để lụm cái đầu của mày đó nhóc. Nãy thấy mày có á thần đúng không? Đánh nhau không? Solo Pokemon đi. Chú em muốn thua à? Đã thấy á thần mà không sợ. Ui ơi, mấy cái con á thần cụ bắp của mày thì làm gì có tuổi đánh như tao. Vô đây đi nhóc. Rồi, tao sẽ cho biết thế nào để đổ. Sở hữu sức mạnh của thần rừng, tôi chẳng ngán bố con nghe thằng nào cả, mà lao vào thách đấu với thằng trẻ trâu này luôn. Tôi cho chai xuất trận, đối thủ của nó chính là Salamence, một á thần có sông hệ rồng rất mạnh, nhưng mà chai của tôi cũng mạnh không kém. Tôi cho chai sử dụng hơi thở của rồng, gây một lượng sát thương cực lớn, khiến Salamence mất đi 2/3 lượng máu. Salamence cũng ngay lập tức phản công, nhưng nó không hề hấn gì đến chai của tôi. Thấy vậy, tôi lại cho chai sử dụng hơi thở của rồng, hạ gục đi á thần của nó. Pokemon tiếp theo của nó chính là Minsao, lần này tôi cho chai phun lửa, hạ gục Minsao. Tiếp tới chính là Deadloss, một á thần cấp 2, nhưng nó cũng nhanh chóng bị chai của tôi hạ gục. Ui giời, bạn ăn cái gì mà bạn non cái gì vậy trời? Thôi đùa đủ rồi nha. Ui, Dragonite ác quỷ nè các bạn ơi, đẹp dữ vậy. Biết sức mạnh của nó chưa, anh cho chú em biết nha. Được rồi, hơi thở của rồng. Dùng hơi thở của rồng, nhưng chẳng hề hẳn gì đối với Dragonite. Dragonite sử dụng nghịch long, đánh bại chai Z của tôi. Tôi do á thần Como xuất trận, sử dụng nghịch long để đọ sức. Nhưng con Dragonite này quá nhanh, nó đã đánh bại á thần của tôi. Và sau đó nó liên tục càn quét các Pokemon của tôi. Đến cuối cùng thì tôi chỉ còn mỗi thằng rừng thôi. Niềm hy vọng của tôi đặt hết vào nó. Vừa ra trận tôi đã cho thằng rừng sử dụng đạn ánh trăng đánh bại Dragonite ác quỷ. Sau đó thì thằng rừng của tôi cũng đã càn quét cả cái đội hình của nó. Trời đất ơi là trời. Lại là gặp một con gà nữa rồi, chán ghê thiệt cái chứ. Mà ơi bạn ơi, sao bạn ăn cái gì mà bạn non dữ ạ? Tôi tưởng đâu là cái con Dragonite của nó của bạn mạnh lắm chứ. Trời ơi, gặp ngay thằng rừng của tôi á. Thôi bạn thỉnh kinh là vừa rồi. Mà đặc biệt á nha, thần rừng của tao á còn có một khả năng đặc biệt nữa. Nhìn đây nè, tao có thể bay được nha. What the heck? Thần rừng phải bay được chứ. Trời, thằng này nó gì kìa. Nhưng mà nói chung là mày chờ đó đi. Tao sẽ đi bắt thêm một con Pokemon xịn hơn nữa về đấu với mày. Ok mày nhé. Mày nghĩ con thằng rừng của mày là mạnh á? Mày non lắm.
Cái thằng khốn nạn này dám đánh tôi các bạn ơi. Qua thăm nó mà còn đánh tôi nữa. Sau đó tôi đã chạy qua nhà Khứa Harry để trả thù cho trận đấu lần trước. Nhưng mà Khứa này đâu rồi các bạn ơi? Chắc là nó nghe tin tôi bắt được thằng rừng, cho nên là nó chạy trốn chứ còn đâu. Gà đó mà. Trời đất ơi, cái nhà mà nó xấu dữ dằn thiệt chứ. Ai mà xây cái nhà mà xấu dữ không biết nữa. Chỉ còn Khứa Harry trong ai hết trơn. Trời ơi. Trời đất ơi, cái nhà trống trơn luôn, định vô ăn trộm mà không có gì luôn. Trời đất ơi là trời ơi. Xây cái nhà gì mà không chịu bỏ đồ để vô cho tôi ăn cắp vậy trơn. Chắc cái rương này ăn cắp được ha. Có cái nịt. Trời ơi, hai cây nó trốn đâu rồi nhờ. Trời ơi, trốn đâu mất tiêu, chứ không có đây là mình lụm đầu rồi. Thôi đi về vậy. Sau khi bắt được thằng rừng, tôi nghĩ rằng sức mạnh của mình đã quá đủ để có thể bước qua cánh cổng dẫn đến thế giới bóng tối. Nhưng mà số quả cầu Pokemon còn lại của tôi còn quá ít. Nếu mà gặp được Pokemon dạng đặc biệt thì với số lượng bóng ít ở này tôi không thể nào bắt được nó. Nên tôi đã quay trở về nhà, chế tạo cho mình một ít cái hàng rào để chuẩn bị cho việc xây nông trại. Vừa ra ngoài thì tôi có thấy thằng trẻ trâu xây cây ngu, nó đang xây nhà các bạn ơi. Và tôi đang nghĩ ra một ý định để trả thù thằng Khứa này. Tạm gác qua việc đó, tôi bắt đầu dọn dẹp lại sân vườn để chuẩn bị xây dựng trại Abrigon. Cuối cùng là đặt biển hiệu cho nông trại của ông trùm chú chín đẹp trai. Tôi lấy tất cả các trái Abrigon mà mình đã thu thập được trong các ngày qua, bắt đầu gieo trồng khép nông trại. Sau đó là tôi cầm TNT và bắt đầu kế hoạch trả thù thằng Sai Kỳ Ngu vì cái tội qua thăm nó mà nó quất tôi. Bây giờ là bạn phải đưa cho mình là 5 trái Ultra Ball, không là mình cho cái nhà bạn thành bình minh hoàng cái gì ở đấy. Nhanh đi. Giờ mình chỉ còn có đúng 3 trái, bạn lấy không? Tạm chấp nhận nha, còn bóng nữa không đưa đây, không là... không là... Nãy giờ tôi tiêu hết tài nguyên dùng Dragonite tôi mới bắt được á. Bạn thao thông cảm. Tạm tha mạng nghe chưa? Trời ơi, bố láo bố léo là đừng có trách ăn hơi lóng tiếng ấy. Rồi bye bye cu nha, anh đi đây, cảm ơn cu nha. Trời ơi, mà cái nhà của bạn thì thôi, tôi nghĩ là tôi cũng không cần phải phá đâu, nhà nó xấu sẵn rồi. Thôi bye bye nhá. Nhà mà xấu dữ dằn thì cái chứ. Tôi đã liên tục thu thập các trái Abrigon và còn mở rộng ra thêm một nông trại nữa. Tôi chế tạo cho mình một cái đe, cùng với đó là chế tạo cho mình một cái búa. Tiếp đến tôi nung các trái Abrigon mà mình đã thu thập được trong các ngày qua. Chạy lại bàn chế tạo, tôi chế tạo cho mình những miếng sắt. Đặt miếng sắt lên cái đe, sau đó dùng búa để gõ. Việc chúng ta gõ như thế này sẽ giúp miếng sắt lõm xuống. Và thế tôi đã có được một mảnh để chế tạo ra một quả bóng. Cứ thế tôi liên tục cầm búa gõ mỏ tụng kinh. Một lúc sau tôi đi lấy các trái Abrigon mà mình đã nung xong. Tôi dùng nó để chế tạo nắp của quả bóng. Giống như miếng sắt, tôi cũng đã dùng búa và ép những cái miếng này lại. Cuối cùng thì tôi cũng đã tự tay chế tạo ra những quả bóng. Sau hàng giờ đồng hồ, đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi khi tôi đã tự tay chế tạo ra hàng chục quả bóng. Bây giờ tôi chỉ cần chờ đến tối để tìm được cánh cổng dẫn đến thế giới bóng tối. Tối hôm đó tôi nhanh chóng tìm thấy cánh cổng dẫn đến thế giới bóng tối. Không chần chừ và do dự, tôi bước chân qua cánh cổng, nó đã đưa tôi đến thế giới bóng tối. Nhìn xung quanh thì khu này khá là u ám và có vẻ nó khá là đáng sợ. Tôi đã cửa thằng rừng bay lên cao để khám phá. Đi một lúc tôi có phát hiện ra một cánh cổng, nó giống như cánh cổng mà đã đưa tôi đến thế giới này. Tôi nghĩ đây chính là cánh cổng để mà quay trở lại thế giới thường, nên tôi đã lưu lại vị trí của cánh cổng này. Ở thế giới này có rất là nhiều quần xã khác nhau. Trong lúc tôi đang bay lượn, bỗng dưng sấm sét nổi lên, một dòng thông báo hiện lên, Zorak đã xuất hiện tại khu vực gần đó và tôi cũng đã nhanh chóng phát hiện ra vị trí của Zorak. Lại gần thì trước mắt tôi chính là một Zorak với một hình dạng đặc biệt, nó có tên là Thủy Thần Hắc Ám. Sau đó thì tôi cũng đã thách đấu với Thủy Thần. Tôi cho Chai Zat phun lửa nhưng chẳng hề hắn gì với nó. Ngay lập tức Thủy Thần cũng đã dùng La Quyền đánh bại Chai Zat của tôi, sau đó nó liên tục đánh bại các Pokemon của tôi. Cuối cùng tôi chỉ còn mỗi thằng rừng, niềm hy vọng của tôi đặt hết vào thằng rừng. Tôi do thằng rừng ra trận sử dụng đạn mặt trăng, liên tục gây sát thương cho Thủy Thần. Một lúc sau thì Thủy Thần cũng đã suy yếu. Chớp lấy thời cơ ấy, tôi quen bóng để bắt nó nhưng không được các bạn ơi, nó không chịu khuất phục trước tôi. Nope.
Một lúc sau, thằng rừng cũng đã bị đánh bại trước sức mạnh của thủy thần hắc ám. Tôi đã không bỏ cuộc, liên tục dùng bóng để bắt em Pokemon này. Đã đến lúc hào quang của nhân vật chính được tỏa sáng, tôi đã khắc phục được thủy thần nhờ vẻ đẹp trai thành lịch vô địch khắp vũ trụ của mình. Lúc tôi định cho các bạn xem em Pokemon này thì tôi chợt ra tôi không đem PC các bạn à. Trời ơi, không đem theo cái gì luôn. Mà còn một cái nữa là Pokemon của tôi đã hẹo hết trơn rồi. Nhưng một lần nữa, hào quang của nhân vật chính lại bắt đầu tỏa sáng. Một cánh cổng đã quay trở về thế giới thường để xuất hiện gần tôi. Hãy chưa các bạn, tôi bảo rồi, đó là do vẻ đẹp trai của tôi nha. Sau đó tôi đã quay trở về thế giới thường một cách an toàn. Loay hay một lúc, cánh cổng cũng đã biến mất. Và lúc này Flygon của tôi đã tỉnh dậy. Tôi cho em nó ra ngoài và cử nó để quay trở về nhà. Khúc này thì cũng khá là gần nhà tôi nên tôi cũng đã nhanh chóng về nhà sau đó. Và đây chính là thủy thần hắc ám, nhìn nó ngầu thật sự luôn các bạn ơi. Vào phần kỹ năng của thủy thần, nó có sông hệ tiên và nước, một sông hệ rất mạnh mà các Pokemon hệ rồng và hệ lửa phải khiếp sợ. Nhưng kỹ năng chiến đấu của thủy thần vẫn chưa được đánh thức nên tôi cần phải luyện chiêu và cải cấp cho nó. Tối hôm đó tôi đã đi cải cấp cho thủy thần. Với sức mạnh của thủy thần, nó nhanh chóng học được rất là nhiều chiêu thức mới. Sáng hôm sau tôi gửi Charizard bay qua nhà khứa Harry để trả mối thù truyền kiếp. Gì, đâm nhau không? Muốn ăn hành là đúng không? Ok, để anh cho chú ăn hành. Tôi nhanh chóng thách đấu với lại khứa gáy bẩn này. Vào trận đấu, trước mắt của tôi chính là hỏa thần Rayquaza với sức mạnh của lửa địa ngục. Pokemon của tôi chính là Komo-o, một á thần thấp cổ bé hẹo. Nhưng tôi nào có sợ, cho Komo-o sử dụng nghịch long, cấu đi 20% lượng máu của hỏa thần. Hỏa thần thì lại sử dụng vũ điều rồng, gia tăng sức mạnh và tốc độ. Sau đó nó đã bắt đầu càn quét, tiêu diệt liên tục 3 Pokemon của tôi. Thấy thế tôi cho thần rừng ra trận để cho nó một bài học. Nhưng trước mắt của tôi chính là hỏa thần Rayquaza. Nó đã phun lửa và giết chết thần rừng của tôi. Niềm hy vọng của tôi đặt hết vào thủy thần hạt ám. Tôi cho thủy thần ra trận sử dụng vũ điều mưa, gia tăng sức mạnh các chiêu thức hệ nước. Sau đó là dùng xung nước hạ gục hỏa thần. Pokemon tiếp theo của Harry đó chính là á thần Metagross Ultra. Nhưng đối đầu với thủy thần, các Pokemon này không thể nào trụ nổi được một đòn. Và thế thủy thần hắc ám đã mang lại chiến thắng dành cho tôi. Cứ Harry chỉ biết khóc thét vì giao đấu với một bậc thầy huấn luyện Pokemon như tôi. Đúng là cái thằng non này. Ê, chạy đâu, chỉ có thể chui xuống đất mới có thể gọi là vơi đi cái nỗi nhục nhã của bạn thôi, bạn hiểu không? Về đi. Cái gì mà về? Trời đất ơi, non quá thôi. À, khi thua cuộc thì người chơi sẽ bị mất căn nhà nha. Rồi căn nhà này từ đây sẽ là của mình. Sao? Bận giáp rồi đã. Ê, từ chơi vô, chơi mất dạy không? Ê, trời ơi, đúng là mấy đứa trẻ ăn hiếp ông già gà mọi người ơi. Chết luôn rồi, bà con có bác con cứu. Đi về nè. Bố mình diện lâu lắm rồi đi nhé. Đây là buổi sáng đầu tiên trong video 300 ngày. Một buổi sáng thật là bình yên. Trời đất ơi, cái nhà của ai kìa mình xấu dữ vậy ta. Tạm gác qua cái nhà đó, tôi chạy ra ngoài nông trại Apricorn và thấy đã đến lúc thu hoạch. Hóa thân thành anh nông dân chăm chỉ đẹp trai, tôi thu thập các trái Apricorn đã chín. Sau đó tôi vào nhà và nung các trái Apricorn để chuẩn bị cho quá trình chế bóng bắt Pokemon. Bước ra khỏi nhà, tôi mở bản đồ lên thì có thấy thằng nhãi Sakingu đang lảng vảng gần đó. Và đây cũng chính là thời cơ thích hợp để tôi hành hiệp trượng nghĩa. Nhanh chân tôi cưỡi rồng lửa bay qua nhà của nó. Thập thò trên mái nhà của nó một lúc thì tôi có thấy được nó có một em Pokemon dạng đặc biệt mà tôi chưa hề biết. Nhưng thôi, nó đi rồi thì... Thanh hiệp trượng nghĩa xong thì cũng là lúc tôi thấy được bóng dáng của một kẻ trộm. Ngay lập tức tôi cưỡi rồng lửa quay trở về nhà. Tên trộm này đã đột nhập vào nhà của tôi và đó không ai khác chính là thằng trẻ trâu Sakingu. Chưa lấy gì hết. Mày xích chưa lấy không? Thằng này xích đấm nhau à? Ra đây. Ra đây. Ây da, trời chưa mặc giáp à? Thằng láo. Vì tuổi già sức yếu nên tôi đã bị nhãi này chém lộn cổ. Ủa mày gì lâu lắm vậy đi chứ?
Cái thằng mất dạy này, mày dám đánh tao, mày đã ăn cắp đồ nhà tao, mày còn đánh tao nữa. Thôi bây giờ solo Pokemon đi, chứ đánh kiếm mày yếu quá, tập chán quá. Tụi ngay lập tức thách đấu Pokemon để trị đầu mấy thằng cu không biết luyện sức mình. Bắt đầu trận đấu, Pokemon đầu tiên của nó chính là á thằng Dragonite ác quỷ, còn Pokemon của tôi chính là rồng lửa Charizard. Tuy chênh lệch về mặt sức mạnh nhưng tôi không sợ, cho Charizard sử dụng hơi thở của rồng nhưng nó chả hay hắn gì đối với Dragonite ác quỷ. Ngay lập tức Dragonite ác quỷ dùng nghịch long hạ gục đi Charizard của tôi. Thấy thế tôi bèn kêu thằng rừng xui cui ra trận, sử dụng chiêu thức đạn ánh trăng đánh bại á thần Dragonite ác quỷ, sau đó liên tục đánh bại hai con Pokemon khác của nó. Nó đã cho Pokemon mới ra trận, đây chính là thạch thần hay còn được gọi là cổ thạch Arceus, mang trong mình sông hề đá và tiên. Sau đó tôi đã cho thằng rừng sử dụng đạn ánh trăng nhưng không hề hấn gì với nó. Arceus phản công và gây ra 50% sát thương cho thằng rừng. Tôi cho thằng rừng sử dụng kiếm lá, chiêu thức này có vẻ khá là hiệu quả đối với Arceus. Nhưng thạch thần dùng tái sinh hồi phục lại những tổn thương trước đó và nó nhanh chóng đánh bại thằng rừng của tôi. Đã đến lúc tôi cho thủy thần hắc ám ra trận. Vừa ra trận tôi đã sử dụng vũ điệu mưa, gia tăng các đòn tấn công hệ nước. Arceus lại tái sinh và hồi phục lại như ban đầu, một đối thủ khá là mạnh. Vì vậy tôi cho thủy thần sử dụng tuyệt kỹ cây nguyên xung lực, dính trọn đòn tấn công này, Arceus đã trở nên suy yếu. Nó có phản công nhưng chẳng nhầm nhò gì đối với thủy thần của tôi. Một lần nữa dùng cây nghiêng xung lực đánh bại thạch thần Arceus, và sau đó thủy thần hắc ám Zorak đã mang lại chiến thắng dành cho tôi trước thằng Saiki ngu. Trời ơi, non quá non quá, mới gáy có vài câu thôi mà nó đã ra tay động thủ với một ông già như tôi rồi. Thằng rẻ trâu này đánh tôi xong không xin lỗi mà còn tung tăng đi về. Đã thế tôi quyết định thủ tiêu nó luôn. Chạy vào nhà tôi mở các rương đồ tìm kiếm vũ khí để bợ đầu nó, và nó đây rồi. Tôi cử thủy thần chạy ngay qua nhà của nó để hành động. Nha, thằng ngu ha, mày dám đánh tao à? Tao sẽ giết quá. Trời ơi, nhà tôi tốn mấy ngày trời xây. Ngu người. Mà chờ đó, tao sẽ trả thù luôn. Sáng ngày hôm sau, tôi có thấy nó đã sửa xong cái chuồng lợn, mặc kệ cái chuồng lợn cùng với con heo Saiki ngu, thì tôi cưỡi Charizard bay qua nhà của khứa Harry. Harry đâu rồi nhà? Con Harry ở nhà không có nhờ? Hầm như là thanh niên này không có nhà rồi. Rồi, tới công chuyện cái rương đồ rồi. Có cái điệp. Sao mà nhà của thằng này nó nghèo dữ vậy? Trời đất ơi, đâu phải giống như mình đẹp trai còn già giàu nữa. Tôi vào nhà của khứa này, chế tạo những tấm biển, để lại những lời nhắn hỏi thăm đầy ý nghĩa. Làm ơn bỏ đồ vào trong rương để tao còn trộm nữa. Ký tên Saiki Kuto. Sau đó tôi ra ngoài mượn tạm cánh cổng địa ngục về dùng vài ngày rồi sẽ trả lại. Tôi cũng không quên để một tấm biển để gắn kết tình anh em giữa Saiki ngu và Harry. Chuyến nàng Saiki tới cái công chuyện rồi bạn ơi. Nha, còn bây giờ thì đi về thôi. Về đến nhà, tôi tìm một vị trí thích hợp và bắt đầu xây dựng cánh cổng. Không mất bao lâu thì tôi đã xây dựng xong. Tôi quyết định sẽ qua địa ngục một chuyến, vì từ đầu series đến bây giờ tôi vẫn chưa qua một lần nào. Tôi cho rồng lửa ra ngoài để nó có thể đưa tôi đi khám phá. Đi một lúc tôi có phát hiện ra một cái pháo đài địa ngục. Thấy vậy tôi tiến thẳng vào pháo đài. Trong pháo đài địa ngục sẽ có rất là nhiều rương đồ. Bên trong sẽ có khả năng có những vật phẩm hiếm với đồ đẹp trai của nhân vật chính. Ở cái rương thứ hai tôi đã tìm thấy được Resell Up, một vật phẩm dùng để triệu hồi huyền thoại Giratina. Tôi còn có nhặt thêm một vài cái rương nữa, nhưng bên trong cũng không có gì đặc sắc cả. Đi đến cuối pháo đài tôi có thấy được một khu vực khá là kỳ bí và nguy hiểm. Tôi cho Flygon ra ngoài và cử nó để đi qua khu vực ấy. Lúc tôi đang quan sát thì bỗng dưng có một dòng thông báo hiện lên. Heracross đã xuất hiện tại khu vực này. Tôi nhanh chóng tìm thấy vị trí của em Pokemon đó. Đây chính là Heracross Hỏa Ngục. Anh bỏ cánh cứng này mang sông hệ lửa và bọ, và là một Pokemon dạng đặc biệt, cho nên nó cũng sẽ khá là mạnh. Tôi ngay lập tức thách đấu để bắt nó. Bước vào trận đấu, tôi cho Flygon dùng mang lực. Đòn đánh này rất là mạnh nhưng nó vẫn chưa đủ để xuyên qua được lớp giáp của Heracross Hỏa Ngục. Thấy vậy tôi quyết định cho á thằng Komo ra trận, sử dụng nghịch long. Chiêu này khá là có tác dụng nên tôi lại dùng nghịch long một lần nữa, khiến lượng máu của Heracross chỉ còn 34%. Nhưng lúc này Heracross phản công và đánh bại đi á thần của tôi. Tôi cho thằng rừng ra trận, sử dụng chiêu thiên nhiên phẫn nộ. Nhận sát thương, bọ hùng đã trở nên suy yếu và tôi cũng lại nhanh chóng quăng bóng để bắt nó. Với độ đẹp trang cúng trời của mình, tôi đã thành công bắt được Heracross Hỏa Ngục. Và đây chính là bọ hùng lửa của tôi. Tuy không ngầu lắm nhưng em Pokemon này rất là mạnh luôn, vì mang sông hệ lửa và bọ nên nó sẽ kháng được hệ lửa. Sau đó tôi quyết định sẽ rời khỏi địa ngục và bắt đầu quay trở về nhà.
Về đến nhà tôi nhanh chân đi luyện cấp cho em Pokemon mới và học thêm những kỹ thuật mới cho nó để nó có thể trở nên mạnh hơn. Trong lúc đang mò mẫm các rương đồ thì tôi có nghe được tiếng của một con lợn nào đó. Ê chú Chính ơi. Ơi. Chín. Cái thằng ngoắc dài lại là mày nữa à? Ờ hôm qua đánh nhau với mày. Có thấy ở trên này nó có cái cánh cổng gì xanh xanh này. Là cái gì vậy? À, đây chính là cánh cổng đến với thế giới côn trùng. Tôi đã gạ kèo con lợn ngu này đi khám phá cùng tôi. Sau đó tụi tôi cũng đã cùng tiến vào cánh cổng và tiến thẳng đến thế giới côn trùng. Ê bạn ơi. Rồi tới công chuyện này. Ơi. Không có đủ tuổi. Mày cho mày đó nha, nhóc con kia. Ui, ai thở đi. Fly. Ủa, đây là đâu vậy? Đây chính là thế giới côn trùng đó bạn ơi. Cái con sui cui thần rừng của tao là bắt ở đây nè. Không vèn vo, tôi đã dẫn nó đến địa điểm mà tôi đã tìm thấy ở video trước. Ở đây như là một cái mê cung. Cẩn thận nha, ở dưới này có mấy cái con quái vật gì á. Ê, nó kêu. Bọn tôi đã chia ra khám phá. Tiến vào bên trong, tôi có thấy các rương thưởng. Bên trong có khá là nhiều đồ. Và không thể thiếu chính là cái quái vật liên tục xuất hiện để tấn công tôi. Đi sâu vào bên trong, tôi có gặp được một trong bốn con boss cai quản nơi này. Với trình độ PvP thượng thừa, tôi nhanh chóng quém cho con boss này ra bả. Sau khi nó chết đã rơi ra cho tôi một vật phẩm có tên là Ghostcrab. Con lợn Sakingu đã kêu gọi tôi sang viện trợ. Thằng nhãi này nó non quá nên tôi phải qua cứu nó. Gánh công hết cả lưng các bạn ơi. Ở trong cái mê cung này có rất là nhiều rương đồ và tôi đã nhặt được rất là nhiều vũ khí xịn sò. Một lúc sau tụi tôi cũng đã gặp được con boss thứ hai. Tuy phải gánh con lợn Sakingu nhưng tôi vẫn dễ dàng hạ gục được con boss này và nhặt được Ghostcrab. Sau đó bọn tôi lại tiếp tục đi sang lầu hai con boss cuối. Lúc này Khứ Harry cũng đã xuất hiện để khám phá cùng bọn tôi. Bọn tôi đã tiêu diệt thành công 4 con boss và có được 4 mảnh của bọ hung. Đi lên đỉnh của nơi này là vị trí chúng ta đặt những con bọ để có thể mở ra lối đi và hang ổ của con boss cuối cùng. Cái đây là giải mã. Cái đây là giải mã. Giải mã như nào ta? Để tôi nhìn thử mấy cái đây quen không nữa. Bọn tôi đã nghiên cứu cách giải mã và con lợn Sai Kiên Ngu nó đã thông minh hơn một chút. Cứ như thế bọn tôi dùng những vật phẩm đã nhặt được lép vào ô và mở từng cánh cổng. Sau khi mở 4 cánh cổng thì cũng là lúc không gian xung quanh vỡ ra, một hố đen xuất hiện. Tôi quyết định sẽ đi vào cánh cổng để có thể đối đầu với vua côn trùng. Và bên trong trước mắt tôi là một con bọ siêu to khổng lồ. Ba bọn tôi hợp lực đánh hội đồng nó. Ây da. Một lúc sau với những đường kiếm điêu luyện, tôi đã thành công tiêu diệt được con boss này. Khi nó chết rơi ra rất là nhiều kinh nghiệm và có một cái trứng. Nhưng mà Khứ Harry là mất tiêu rồi các bạn ơi. Đánh bại xong con boss, tụi tôi không còn gì để ở lại nơi này nên lần lượt quay trở về. Lúc đi về thì có một biến cố đã xảy ra. Rồi tới công chuyện này. Đùa thôi chứ thật ra tôi dùng cách này để có thể quay trở về nhà nhanh hơn ấy mà. Khám phá ở kiến trúc đó tôi nhặt được rất là nhiều vật phẩm. Một lúc sau thì mấy con báo cũng đã quay trở về nhà. Tụi này nó coi nhà tôi như cái chợ các bạn ơi. Trời ơi mấy cái con báo này thu Pokemon lại. Mấy con báo đớm này thiệt cái chứ. Mấy ngày phá làng phá sớm vừa thôi thu Pokemon lại đi. Sáng hôm sau tôi lại thu thập cái trái Embrycon để chuẩn bị quá trình chế bóng. Sau nhiều ngày tích góp tôi có được khá là nhiều trái Embrycon nên tôi đã bắt đầu quá trình làm bóng. Lúc tôi đang ép bóng thì bỗng dưng thằng Sakingu xuất hiện. Alo sư cỏ ê. Mày đâu ở đây nhóc kia? Mày vào đây. Chà có đồ xịn nha. Ok cảm ơn nha. Lấy được cục bóng rồi. Mới qua nhà của tôi mà nó đã dở trò ăn cắp rồi. Ai thôi không đánh nữa. Thì nay anh muốn solo Pokemon với mày. Dạo này chưa đánh nhau thấy mày láo quá, tao muốn đánh nhưng mà thấy nó gáy quá nên tôi quyết định đấu Pokemon để dạy cho thằng cu này một bài học. Bước vào trận đấu nó có một Pokemon dạng mới.
Thấy Pokemon gì mới này ông cụ? Uầy, đây là Pokemon của Bob đâu vậy? Nghĩ sao, cha đi danh thằng nước của tao mà. Mày có tin là tao đấm mày vỡ mồm không? Mày dám rồi, đánh tao à? Được rồi. Hơi thở của rồng. Sử dụng hơi thở của rồng, nhưng còn chưa kịp ra chiêu nữa thì Charizard thủy long của nó đã đánh bại Charizard của tôi. Rồng Shopee mà đòi solo với rồng thằng. Em bị ảo à? Tôi cho á thằng combo ra trận, sử dụng nghịch long, nhưng nó cũng đã bị Charizard đánh bại. Trời, thôi, đem gì mấy Pokemon yếu thế, ra hết đây, bắt hết ra đây, anh cần hết. Thấy vậy, tôi cho Heracross hỏa ngục ra trận. Với sức mạnh tuyệt đối của Charizard, nó đã đánh bại bọn hung lửa của tôi. Lần này tôi cho thần rừng ra trận, vừa ra trận tôi đã bị anh nghe một vả, xém tí nữa là hẹo. Tôi cho thần rừng sử dụng đạn ánh trăng, nhưng cũng không hề hấn gì đối với Charizard. Charizard phản công, tiêu diệt thần rừng của tôi. Mọi hy vọng của tôi đều dồn hết vào thủy thần hắc ám, Zorak. Vừa ra trận tôi đã sử dụng vũ điện mưa, gia tăng các đòn tấn công hệ nước. Charizard đã tấn công nhưng không hề hấn gì đối với Zorak của tôi. Ngay lập tức tôi sử dụng can nhiên xung lực. Charizard đã tấn công trước, Zorak của tôi chỉ còn một nửa lượng sinh lực. Sau đó thủy thần phản công nhưng nó cũng không thấm thía gì đối với Charizard. Thay đổi chiến thuật, tôi sử dụng đạn ánh trăng. Anh chọn chiêu thức này nhưng Charizard thủy long vẫn trụ được. Sau đó thủy thần hắc ám của tôi đã bị đánh bại. Tôi đã hắc bại trong trận đấu này vì quá chủ quan. Cái gì vậy? Ủa alo, alo, thế mà đòi kêu bữa cái hả? Lúc đầu anh không có Pokemon mới thôi, bây giờ thấy anh có con gì không? Trời ơi, em không có tuổi, nghe chưa? Trời, mạng lag quá không nghe gì hết nha. Mạng dạo này lag dữ người ta. Vì quá cây cú, tối hôm đó tôi đã canh me. Sau khi thấy nó rời khỏi nhà, tôi ngay lập tức cưỡi Pokemon bay qua cái chuồng lợn của nó. Để làm gì thì các bạn cũng biết rồi đó. Đang lụm đồ thì con lợn Saiki ngu xuất hiện. Ê nhóc, sao mày dám trộm đồ của tao? Ê tao có ăn trộm gì đâu, qua nhà thăm mày mà. Tặng quà cho mày nè, tặng quà. Ok, qua nhà tặng quà cho mày mà lần sau nè. Tặng cho mày ít. Tại vì tao mới thu thập cái vườn Apricorn tao á. Cho nên tao qua tao tặng mày ít là biếu lấy thảo thôi mà. Đứng lại đó, đưa hết đồ đây. Thằng là ăn cái rìu. Đồ đã lụm miễn ra lại, editor cho biết nhà chạy cái nè. Mày chạy nhanh bằng tao không? Ha 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 ha. Mày. Ngu ha ha ha, đúng rồi thằng ngu. Mày chờ đó, tao sẽ trả thù. Về đến nhà, tôi liền đặt những cái thành phẩm mà anh bạn Saiki ngu tốt bụng đã cho tôi. Đúng là anh bạn này tốt bụng ghê luôn. Sau đó tôi lại tiếp tục quá trình chơi bóng còn gian dở. Sau khi có đủ số lượng bóng, tôi quyết định sẽ đi xuống địa ngục khám phá và tìm kiếm các Pokemon mạnh. Tôi lại cử Charizard để do thám tình hình dưới địa ngục. Lúc đây tôi có thấy được một cái đền thờ, tiến lại gần thì bỗng dưng một dòng thông báo hiện lên, huyền thoại Hoppa đã xuất hiện. Tôi nhanh chóng đã tìm thấy được huyền thoại Hoppa. Trước mắt tôi, đây không phải là Hoppa dạng thường, mà nó chính là kẻ nắm giữ sức mạnh tà ác, Hoppa ác quỷ địa ngục. Tôi đã hành đấu với nó để có thể sở hữu được sức mạnh tà ác của địa ngục. Bắt đầu trận đấu, nó sử dụng tia sáng hủy diệt hạ gục rồng lửa của tôi. Tôi đã cho á thành Komo xuất trận, sử dụng chiêu thức độc quyền, lăng âm xung kích, nhưng nó cũng không ảnh hưởng mấy đến Hoppa. Tôi liên tục cho á thành của mình sử dụng chiêu thức đó, cấu đi một nửa sinh lực của Hoppa, nhưng Hoppa đã sử dụng tia sáng hủy diệt đánh bại á thành của tôi. Tôi đã cho thần rừng ra trận để đấu với Hoppa. Không lâu sau đó, Hoppa đã trở nên suy yếu. Nhân cơ hội đó, tôi quen những quả bóng chứa đựng tình yêu thương của tôi, nhưng mãi mà không bắt được các bạn à. Hết cách rồi, tôi đành phải sử dụng hào quang của nhân vật chính và thành công bắt được ác quỷ địa ngục Hoppa. Và đây chính là hình dạng của Hoppa ác quỷ địa ngục, nhìn nó ngầu thực sự luôn các bạn ơi. Lúc tôi xem chỉ số cho nó có song hệ lửa và bóng tối. Và cũng như các Pokemon dạng đặc biệt khác, sức mạnh của nó vẫn chưa được đánh thức. Tôi cần phải luyện tập cài chiêu thức cũng như là cài cấp cho nó. Vừa mới bắt được một em Pokemon quá mạnh nên tôi liền quay trở về nhà để chuẩn bị luyện cấp cho nó. Ngày hôm nay đã đến rồi, chú chính khai trương server Bisamon tại MyAhi cho các bạn fan chú chính cùng chơi. Server mang tên Bisamon nhà vô địch. Server của chú chính các bạn phải đánh hội quán game để có thể lấy được huy hiệu và trở thành một nhà huấn luyện Pokemon thật thụ. Và server này còn rất là nhiều điều thú vị khác. Nhanh tay vào myahi.com để có thể chơi Bisamon cùng chú chính nhé. Link tải chú chính sẽ để bên dưới. Nếu video này đạt được 20.000 like, chú chính và server MyAhi sẽ tặng các bạn một bản Bisamon Việt hóa đầu tiên tại Việt Nam. Còn chăng chơi gì nữa, like video đi kìa. Về đến nhà, tôi đã cùng Hoppa tàn sát hết tất cả các Pokemon mà chúng tôi gặp được. Hoppa của tôi đã học được rất là nhiều chiêu thức mới. Sau khi có sức mạnh mới, tôi đã chạy qua nhà của con trẻ trâu Saiki, nhưng nó đi đâu mất tiêu.
cái thằng gà này đi đâu rồi ta? Hình như là nó bị mẹ ganh rồi. Chết rồi. Thế thì mình xin đồ thôi. Trời đất ơi, cái nhà bi to vậy nè. Tuy là nó có xấu một chút xíu đó, nhưng mà cái nhà to như thế này mà đồ không có nhiều hết trơn á. Nhà mà nghèo dữ thì cái chứ. Thế thôi, mình đi qua nhà Harry vậy. Nói là làm liền, tôi cưỡi chai Zed bay thẳng qua nhà của khứa Harry. Mà trước khi giao đấu thì tôi sẽ thăm cái rương đồ của con khứa này. Vẫn như cũ, bên trong toàn là đồ sida. Cha này nghèo quá các bạn ơi. Chưa có làm ăn được gì mà chủ nhà đã về rồi. Ẩn thân chi thuật. Ôi ơi, đâu. Trời đất ơi. Trời ơi. Qua định tặng bạn một ít đồ mà bạn đánh mình, thế mình không tặng luôn. Đâu. Thôi, không tặng đâu. Những người đánh mình bây giờ xin lỗi mình đi thì mình tặng đồ cho bạn. À xin lỗi nè, cho hai quả bánh mì nè. À, xin lỗi đó. Rồi nè, tặng đồ nè. Tặng cái gì? Tặng cho cái này nè. Qua đây. Hôm nay định qua đây để mà lật cái đầu bạn. Đầu game tới giờ mình chưa đấm nhau. Hôm nay qua đây tôi rủ bạn đấm nhau đi. Cái thằng non này, solo không? Gì vô đây, trời ơi, dầm bang cho chín non. Sẵn sàng bị thua cuộc chưa? Chứ tao nói là hôm nay tao bắt được rất là nhiều Pokemon xịn đấy. Trời ơi, ngon nhau vô. Chín non này bố mày cho mày đi về. Cái thằng gãy bẩn này được rồi, để mình cho Pokemon chặn đặc biệt luôn cho nó máu chiến nha. 3-2-1 chá nào. Và thế, trận đấu giữa chú chín đẹp trai và khứa Harry bắt đầu. Vừa vào trận đấu, Harry đã cho Blaziken tiếng Omega để giàn mặt tôi. Blaziken sử dụng liệt diễm, bọ hung lửa của tôi đã mất đi một nửa lượng máu. Tôi cho Heracross sử dụng sừng siêu cấp, nhưng có vẻ chiêu thức này không hề hắn gì, nên tôi đã đổi qua cho bọ hung phun lửa hạ gục Blaziken Mega. Harry đã cho á thằng Metacross Ultra ra trận kết liễu đi bọ hung lửa của tôi. Đã vậy, tôi quyết định sẽ cho Hopper Ác Quy Địa Ngục ra trận. Hãy Pokemon gì đấy chưa, đừng có đáng lóng. Biết điều thì bây giờ hãy xin lỗi anh và mong anh tha mạng đi, nhóc con này. Con cái đít bay màu nè. Được rồi. Tôi cho Hopper sử dụng Bão Nhung Nham, nhấn chìm Metagross của nó. Ui giời ơi, dễ mà. Mấy thằng con này, cái tuổi. Gãy đi, ui, mấy con gà nó quanh thế nha, level 96 luôn, đánh thua mấy con level 89. Quá non. Harry đã cho một Pokemon mạnh không kém ra trận, Huyền Thoại Thời Gian, Dialga Bóng Tối. Vừa ra trận, nó đã sử dụng chiêu thức đặc biệt, Tiếng Gầm của Thời Gian. Ăn trọn chiêu thức này, Hopper của tôi đã phải nhận một lượng sát thương cực lớn, nhưng nó vẫn trụ được. Hopper của tôi đã phản công, nhưng lượng sát thương gây ra không quá lớn. Thấy vậy, tôi cho Hopper sử dụng khí công tà ác, nhưng hình như chiêu thức này cũng không ảnh hưởng mấy đến Dialga, vì nó cũng mang song hệ bóng tối. Một lần nữa, Dialga lại sử dụng tiếng gầm thời gian, nhưng Hopper của tôi vẫn trụ được. Tôi cho Hopper sử dụng Bão Nhung Nham, chiêu thức này rất hiệu quả, nhưng đã quá trễ để tôi nhận ra, thế nên Hopper của tôi đã bị đánh bại. Tôi cho Hằng Rừng ra trận, sử dụng đạn ánh trăng, kết liễu Dialga bóng tối. Khứa Harry đã cho Hỏa Thằng Rayquaza ra trận, nó phun lửa, thiêu rụi thằng rừng của tôi. Đến nước này rồi, tôi đành phải cho Thủy Thần Hắc Ám ra trận. Sử dụng Vũ Điều Mưa, gia tăng các đợt tấn công có hệ nước. Sau đó tôi cho Thủy Thần sử dụng Ken Nghiêng Xung Lực, gây ra một lượng đam khổng lồ, nhưng Hỏa Thần vẫn trụ được. Nhưng mà giờ là ngẫm thiệt nè. Và cứ thế trận đấu kết thúc, mang lại chiến thắng dành cho tôi. Trời đất ơi là trời, bao nhiêu lâu không gặp bạn vẫn non như ngày nào. Trời đất ơi, non quá. Non. Ê, giờ làm gì. Trời ơi, thằng Kinh nó phải ra mình các bạn ơi. Thứ này, ông bị bắt chào là bố người chém chứ. Uống mẹ luôn. Ây, thôi, tha mạng, bạn ơi. Ôi, tha mạng. Làm ơn. Tha mạng, đói quá, chết rồi, đi không nổi luôn rồi. Mày. Láo nháo của tôi. Vài ngày sau đó, tôi đã cưỡi rồng lửa lượn lờ liên tục để tìm cánh cổng dẫn đến thế giới bóng tối. Và cuối cùng, tôi cũng đã thấy nó. Tôi đã tiến vào cánh cổng và đi đến được thế giới bóng tối. Sau đó, tôi lại cưỡi chai giá đi bay và tìm kiếm các Pokemon dạng đặc biệt. Lúc đang bay lượn thì bỗng dưng sấm sét đánh liên tục. Bay theo tiếng của sấm sét, tôi phát hiện ra một hố đen kỳ bí. Lại gần thì đúng như tôi đã nói, nơi đây sấm sét đánh xuống liên hồi, ở giữa hố đen có một kiến trúc gì đó. Nơi này trông như một cái đền thờ. Nếu các bạn để ý thì sấm sét cứ đánh liên tục xuống cái đá phát sáng. Vì thế tôi cầm cái cúp đập vỡ đá phát sáng. Một chiều không gian khác xuất hiện.
tôi khá là phân vân vì không biết cánh cổng này sẽ dẫn đến đâu. Nhưng vì là một nhà huấn luyện Pokemon tài ba, tôi không ngại gì ba cái cánh cổng này, lập tức nhảy vào. Và tôi đã đến được hố đen Ultra, nơi đây không tồn tại bất kỳ một sự sống nào cả. Xung quanh tôi tối đen như mực, không gian hết sức u ám và đáng sợ. Đang tò mò về chiều không gian này, tôi lại nghe thấy tiếng sấm sét. Lúc này tôi cảm giác có một điều gì đó không lành, bất ngờ một sinh vật xuất hiện. Đây chính là Rodan thần bóng tối, là một vị thần mang sức mạnh hắc ám, nó cai quản chiều không gian bóng tối, hay còn được gọi là hố đen Ultra. Với sức mạnh hiện tại, tôi đã khiêu chiến với thần bóng tối, tôi đã cho ác quỷ địa ngục Hoppa ra trận. Bước vào trận đấu, tôi cho Hoppa sử dụng khí công tà ác. Nhưng coi bộ, chiêu thức này không nhầm nhò gì đối với thần bóng tối. Nó phản công liên hồi, khiến Hoppa của tôi sắp hẹo. Tôi đã cho Hoppa sử dụng lửa trời, chiêu thức này dường như có tác dụng với thằng bóng tối, nó chỉ còn 20% máu. Không cho tôi cơ hội lần hai, nó đã đánh bại Hoppa của tôi. Tôi cho thằng rừng ra trận, sử dụng thiên nhiên phẫn nộ, chiêu thức này sẽ lấy đi 50% lượng máu của đối phương. Và Groudon đã trở nên suy yếu, ngay lúc này tôi đã quăng bóng và thành công bắt được thằng bóng tối. Đây chính là hình dạng của Rodan thần bóng tối. Vào phần kỹ năng của nó, mang trong mình song hệ đất và bóng tối, sức mạnh của nó cũng chưa được đánh thức, nên lúc nãy tôi mới có thể dễ dàng bắt được nó. Sau đó tôi đã cử rồng lửa để tìm lối về, đi mãi mà cũng không thấy. Một lúc sau tôi có thấy trên những đá bay nhỏ, có một luồng khí quyển, nó phát ra những âm thanh rất kỳ bí. Khi tôi tiến lại thì nó hất tung tôi lên trời, và đây cũng chính là luồng khí đẩy chúng ta đi lên thoát khỏi hố đen Ultra. Thật là thần kỳ, tôi đã quay trở về một cách an toàn, khu vực tôi đang đứng cũng khá là gần nhà tôi, nên tôi đã cử rồng lửa bay trở về nhà. Về đến nhà tôi đã cùng thằng bóng tối càn quét các Pokemon ở đây để nó có thể trở nên mạnh hơn. Lúc tôi đang càng cấp thì bỗng dưng tôi có thấy được bóng dáng của thằng trẻ trâu Saki ngu. Bây giờ lúc tôi trả thù nó mới đi khám phá về, chắc chắn sẽ có rất là nhiều đồ xịn, nên tôi liền vào nhà thăm nhẹ cái rương. Ai cha, có khách lạ đến nhà này. Hello bạn, tôi qua đây để mà tặng quà cho bạn nè. Tặng bạn 3 trái Happy Ball nha, lấy Thảo. Thảo ông già mày à, mày mới lấy mớ kim cương của tao, tụi tao không biết à. Mày đang chửi tao ấy à, mày thích như nào nhờ, mày tuổi trẻ mà mày chưa trải sự đời đúng không? Mày dám chửi một người như tao à, mày thích chết à. Mày dám chửi ai, mày dám chửi. Trời, tuổi tơ bắt được anh, ngon lắm nhóc con ạ. À. Ê bạn ơi, thôi, mình lớn tuổi rồi, mình đừng có đánh nhau nữa, mình khổ lắm rồi. Bây giờ tôi qua đây á để lụm cái đầu của bạn, đấu Pokemon không? Tao mới bắt được những cái con rất là xịn mà có thể là lụm cái đầu của mày đó nhóc con. Trời, lấy đâu ra tự tin mà đòi solo với tao à? Đúng là mấy thằng trẻ trâu. Để anh nói cho con nghe nè. Lấy tự tin từ ông trùm server nè, tao đang là gọi là ông trùm của cái server này đấy nhóc con à. Mày không biết à? Nói nghe mắc kể quá. Để tôi kiếm cái lùm cây thôi đi, dễ được không? Mày thích về, mà vào đây. Cuối cùng trận đấu giữa tôi và thằng trẻ trâu Saki ngu cũng đã bắt đầu. Pokemon đầu tiên của nó chính là á thằng Dragonite ác quỷ, còn của tôi chính là Heracross hỏa ngục. Tôi cho bọn hung sử dụng sừng siêu cấp hút lòi phèo Dragonite. Nó là phản công nhưng chẳng hay nào đánh được, xuyên qua lớp giáp siêu cứng của Heracross, bọn hung lửa hút nhẹ cái nữa, lụm ngay một kill về cho tôi. Thấy vậy nó đã cho chai giáp thủy long ra trận kết liễu đi bé bọn hung của tôi. Tôi cho thằng rừng ra trận, vừa ra trận anh ngay một tát, xém tí nữa thôi là ngủm của tỏi rồi. Thằng rừng của tôi đã phản công, nhưng chẳng thể nào đánh bại được Thủy Long. Và thế thằng rừng của tôi phải nằm xuống. Đã thế tôi cho Hoppa ác quỷ địa ngục ra trận, sử dụng khí công tà ác, Charizard của nó cũng đã trở nên hao mòn. Liên tục sử dụng khí công tà ác thì Hoppa của tôi đã đánh bại Thủy Long, nhưng giao đấu với Thủy Long thì Hoppa của tôi cũng đã trở nên suy yếu, nhưng nó vẫn dễ dàng đánh bại các Pokemon á thần và huyền thoại của Saki, cho đến khi một Pokemon mới xuất hiện. Nó chính là Rayquaza lôi thần. Tôi cho Hoppa sử dụng khí công tà ác, nhưng nó cũng không nhầm nhò gì đối với lôi thần. Lôi thần sử dụng lăng xạ kích đến bại Hoppa ác quỷ của tôi. Và sau khi tiêu diệt một Pokemon, nó đã chuyển đổi thời tiết sang bão để gia tăng sức mạnh cho các chiêu thức hệ điện. Thấy vậy tôi cho thủy thần ác ám ra trận.
Rayquaza dùng điện 10 vạn won khiến Zoroark của tôi suy yếu và bị tê liệt. Nhân lúc thủy thần của tôi bị tê liệt thì Rayquaza lôi thần đã đánh bại Zoroark của tôi. Một Pokemon quá mạnh, nhưng đã đến lúc tôi cho hàng trẻ trao Sakai Ngu biết ai chính là bá chủ của server. Tôi cho hàng bóng tối Rodan ra trận. Vừa ra trận, tôi cho Rodan sử dụng quỷ kế. Chiêu thức này sẽ tăng sức mạnh tổng thể và khả năng ẩn mình trong bóng tối. Lôi thần dùng lăng xả kích gây ra một lượng đam không nhỏ dành cho Rodan. Tôi cho Rodan sử dụng chiêu thức độc quyền thạch đao bạo phá. Chiêu thức này quá mạnh, đánh bại lôi thần chỉ với một đòn. Sau đó nó cho thạch thần Axios ra trận. Tôi liền cho Rodan sử dụng chiêu mượn xác trả hồn, nhưng có vẻ chiêu này không có tác dụng mấy đến Pokemon hệ tiên, nên một lần nữa sử dụng thạch đao bạo phá và tôi đã đánh bại thạch thần nhờ sức mạnh tối cao của thần bóng tối. Trời đất ơi là trời đất ơi, tưởng đâu Pokemon của mày mạnh lắm mà ai ngờ nó yếu. Con đưa Rodan gì đâu có đâu mạnh vậy. Đây chính là Rodan thần bóng tối. Ôi nhìn xinh quá, hay là cho tao đi mày. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu ăn cho cái nịt này mày. Thế nhào thế cho mày cho. Chúng ta bắt đầu video ở một buổi sáng đầu tiên trong hành trình 400 ngày. Tôi có chạy ra nông trại Agricon và thấy đã đến lúc thu hoạch, nên tôi đã hóa thân thành anh nông dân chăm chỉ, bắt tay vào thu hoạch. Trong lúc đang thu hoạch, tôi có chợt nhận ra cánh cổng địa ngục của tôi đã không cánh mà bay. Thay vào đó là một cái bảng với những dòng chữ: xin cánh cổng nhé, chủ chính ngu, ký tên Saki đẹp trai. Tôi đang định cưỡi rồng lửa qua để lượm cái đầu Saki thì thấy nó cưỡi Dragonite ác quỷ bay qua nhà của tôi. Cái thằng kia, tính kiếm mày để hỏi tội đây. Cái thằng mắc dạ này, tại sao mày lại qua nhà tao mày ăn gấp cái cánh cổng địa ngục của tao? Qua đây, để mày nhìn cái bảng này coi. Cái gì? Xin cánh cổng nhé, chủ chính ngu. Mày nói ngu, mày cho tao ngu à? Mày bị thiểu năng à? Tao đã định kệ qua kiếm mày cũng cái vụ đây nè. Tự nhiên cái cổng địa ngục của tao nó cũng bị mất luôn. Mày có bị mất cánh cổng địa ngục à? Tao ghi là chú chính cướp cổng địa ngục của tao. Một ký tên là chú chính xin gái nữa chứ. Thấy vậy tôi đã qua nhà đó để xem có chuyện gì đã xảy ra. Nè mày thấy không? Cánh cổng địa ngục của tao vậy nè. Kìa, nó có bằng chứng nào mà mày nói tao ăn cắp của mày? Mày có cái bản đâu? Đâu? Mày nói có bản đâu? Cái bản tao đập rồi. Ok, mày lỡ mày đập là đó là do mày ngu, mày mất cái chứng cứ rồi. Nhưng mà cái này không phải tao làm đâu. Cái này hình như là có một cái nhân chứng mà nó là đổ thừa cho mình. Tao nghĩ là thằng Harry với thằng nào đó. Tự nhiên ở đâu ra cái bản này thì là mày cướp của tao, còn bên kia là của tao cướp của mày. Đúng rồi, chỉ có thằng Harry thôi. À mày còn TNT không? Anh em mình qua lượm đầu nó cái đi. Còn vô đây chia mày một nửa nè. Ui giời ơi, cảm ơn mọi an đi rồi. Tới công chuyện Harry với tao rồi. Rồi xanh cỏ con Harry với tụi mình này. Tới cái công chuyện rồi, đi theo tao. Tao dẫn đường cho. Tao hay qua nhà nó ăn cắp lắm, cho nên tao biết nhà nó là vị trí như nào mà. Theo tao đi. Cứ như thế tôi cùng đàn em Saki ngu qua nhà của khứa Harry. Đây rồi, tới nơi rồi, tới công chuyện Harry rồi. Harry rồi. Tới công chuyện anh em ơi. Ủa nó đâu? Cái cánh cổng địa ngục của nó đâu đang ngon người ta. Cái cánh cổng này là lụm của tao chứ đâu hết trơn á. Cái thằng này không được rồi, để tao. Này là tôi lấy lại đồ của mình thôi nha, chứ không có ăn cắp ăn trộm gì à. Tôi vô tội à. Rồi xin cái cánh công địa ngục nha. Này chẳng cấp ăn trộm nè. Ui tao lấy được đống Epsilon luôn. Này nè cho mày nè, cho mày nè. Đây đấy, lát về xây lại cái cổng mới nha. Còn cái thằng Hagi này thì mình vô mình bợ đồ nó. Mặt dại này dám ăn cắp đồ của mình á. Trời đất ơi, nhà nó nghèo. Trời ơi, 10 Obsidian á, lụm luôn. Không có cho nó cái gì hết trơn. Giường cũng lấy luôn. Thằng này là không có để lại cái gì cho nó hết trơn á. Anh em mình là bắt đầu hành động đi. Hành động. Hành động thôi chứ còn nói gì nữa. Mày hả mày, Hagi với chúng tôi này. Này thì Hagi giống chọc ông hoàng chú chính đẹp trai á. Giống chọc ông hoàng chú chính đẹp trai á. Này thì chọc ông hoàng chú chính đẹp trai này. Ổn luôn. Thấy Hagi cũng tội, tôi đã đặt một cái bảng và để lại vài lời nhắn. Đây, thấy chưa? Đây, món quà thân yêu. Sai cái ngu gửi tặng. Ủa, nó về nó tính sổ mày luôn. Thằng này nè, thằng hắt lỏ nè. Ảo thích đấy. Thằng này nó phá nhà Harry nè nha. Đấy, tôi có bằng chứng rồi nha mọi người. Đó là thằng phá nhà Harry nha. Do thằng này nha. Không, tôi không biết gì hết trơn nha. Đấy, các bạn fan làm chứng cho tôi nha. Không biết gì hết trơn. Tôi cũng đi đấy để mất công. Đi. Sau khi cùng đàn em xử lý mấy chuyện lặt vặt, băng đảng xã hội đen của tôi có đi khám phá một tí. Lúc quay về, tôi có thấy được khứa Harry đang đốt nhà Saki ngu. Là một đại ca chính hiệu, tôi quyết định đứng ở ngoài quan sát. Cứ Harry và đàn em của tôi đã có một cuộc ẩu đả. Thấy Harry đốt nhà không thành công, thân là một đại ca chính nghĩa, tôi quyết định sẽ giúp kẻ thù đốt nhà Saki ngu. Tôi sẽ cho nhà đàn em của mình sáng nhất đêm nay. Ha ha ha. Tôi đúng là một đại ca có tâm, giúp đàn em của mình tỏa sáng. Mà công nhận sáng thiệt nha. Sáng hôm sau tôi có qua gặp nó.
Trời đất ơi, thằng nào mà nó phá cái nhà của bạn vậy? Ê, thằng nào đốt hết nhà tao. Thằng Harry chứ không nào á. Bây giờ tụi bạn qua chơi đi, qua lụm cái đầu hủy Harry mới được. Đi qua chơi nó luôn đi. Một lần nữa, thân là đại ca nên tôi phải giúp đỡ đàn em của mình đòi lại công bằng. Nhưng mà mình là thủ phạm mà nhỉ. Mà thôi kệ đi. Hay đi rồi. Hôm nay tù trưởng qua đây là tới công chuyện mày ơi. Mày con trai này, bây giờ ngươi biết điều rồi, hãy xin lỗi đàn em của ta. Tại vì dám đốt nhà đàn em của ta, không là ta xử lý rồi đấy. Một trong hai thằng bay solo woman van, thằng nào thắng thì anh mới xin lỗi, còn không có cái nịt. Thằng danh con. Thấy thằng nhóc này quá bô láo, tôi quyết định sẽ dạy cho nó một bài học. Tôi cho bọn hung lửa ra trận để bắt đầu trận đấu. Pokemon của Harry chính là Metagross Ultra, còn của tôi chính là bọn hung lửa. Metagross sử dụng xuất thần, nhưng nó làm gì có tác dụng với bộ giáp siêu cứng của Heracross. Vì Heracross có hệ lửa nên tôi đã cho nó phun lửa và đánh bại cục sét di động trước mặt. Ngay lập tức nó đã cho Charizard hỏa thần địa ngục ra trận kết liễu bọn hung của tôi. Không chịu yếu thế, tôi đã cho Hoppa ác quỷ địa ngục ra trận. Vừa ra trận tôi đã cho nó sử dụng bão nhung nham. Ăn trọn chiêu thức này, Charizard chỉ còn hơn 50% lượng máu. Một lần nữa sử dụng bão nhung nham nhấn chìm hỏa thần của nó, nhưng vì giao đấu với hỏa thần, Hoppa của tôi cũng đã suy yếu. Harry đã cho hỏa thần Rayquaza ra trận. Thằng quỷ này nhiều hỏa thần dữ vậy nè. Tôi quyết định sẽ tiếp tục dùng bão nhung nham để đối phó với Rayquaza. Dính với bão nhung nham, Rayquaza đã mất đi 15% lượng máu, nhưng tôi cũng đã thành công làm nó bị kẹt ở cơn bão. Chớp lấy thời cơ đó, tôi liên tục cho Hoppa sử dụng hỏa quang lam. Nhanh chóng Rayquaza cũng đã trở nên suy yếu. Ngay lúc này Rayquaza đã thoát khỏi cơn bão, sử dụng lăn xạ kích hạ gục đi Hoppa của tôi. Tôi đã cho thị thần hạt ám Zorak ra trận kết liễu đi hỏa thần Rayquaza. Tưởng chừng như chiến thắng nằm trong tay, Harry đã cho thằng hủy diệt Mewtwo ra trận. Một Pokemon mới bắt được, không có gì phải sợ hãi. Tôi cho thị thần sử dụng cây nghiêng xu lực, chiêu thức này chả hề hắn gì đối với thằng hủy diệt. Ngược lại, thằng hủy diệt liên tục sử dụng tâm linh kích phá đánh bại thị thần của tôi. Tôi liền cho thằng rừng ra trận. Vừa ra trận, thằng rừng đã bị tấn công và sắp không trụ được. Tôi cho thằng rừng sử dụng thiên nhiên phẫn nộ để phản công, nhưng Mewtwo vẫn còn quá mạnh. Nó dùng tia sáng hủy diệt hạ gục đi thằng rừng của tôi. Mọi hy vọng của tôi đều dồn vào thằng bóng tối. Tôi cho niềm kiêu hãnh của mình ra trận, Rawdon thằng bóng tối. Vừa ra trận ăn ngay chiêu thức tâm linh kích phá, thằng bóng tối của tôi may mắn vẫn có thể trụ được. Tôi liền cho thằng bóng tối sử dụng chiêu thức đặc biệt thạch đao bạo phá. Và nó thành công kết liễu đi thằng hủy diệt Mewtwo. Nhưng trận đấu vẫn chưa kết thúc, Harry đã cho Diaga hắc ám ra trận. Nó sử dụng chiêu thức tiếng gầm thời gian đánh bại đi thằng bóng tối của tôi. Và tôi đã hoàn toàn thất bại trước sức mạnh tuyệt đối của thằng hủy diệt Mewtwo. Sao nó ăn thế? Trời ơi là trời, nhường thôi ông nội ơi. Hên thôi nhá, nhường thôi. Đừng có mà bố láo lấy. Hên này dám láo, dám đánh thằng em của tao à. Ây da, chết rồi, cứu anh Saki ơi, cứu anh Saki. Ờ kìa, mạnh anh nó chạy đây. Trời đất ơi, cái thằng Saki này làm đàn em của mình gì đâu mà để mình đánh không các bạn ơi. Cái thằng Saki này không có được rồi, mình qua mình lụm cái nhà nó luôn ta. Về tới nhà thì trước hết tôi cần phải xây dựng lại cánh cổng địa ngục của mình. Và đây rồi, cánh cổng địa ngục của tôi đã quay trở lại. Sau đó tôi có cưỡi rồng lửa bay qua nhà của trẻ trâu Saki ngu. Trời ơi, khổ thân bạn của tôi ghê. Ai mà phá nhà của bạn đến mức mà cái nhà nó như thế này nhờ. Nhà đã xấu rồi, bây giờ nó còn xấu hơn nữa. Thiệt là khổ thân bạn của tôi. Tôi cay thằng Harry quá. Đúng rồi á, thằng Harry làm ra cái chuyện này đó. Tôi đứng ở ngoài tôi nhìn mà tôi cay giùm bạn luôn á. Thiệt cái chứ, cái thằng quỷ nào mà nó chơi nó ác thiệt chứ. Nhưng mà hình như nhà cháy chứ đồ đó có mắc luôn đúng không ta? Đúng rồi. Không, không bạn ơi, hình như đồ cũng mắc á chứ. Đồ cũng mắc quá trời nè. Ừ, đúng rồi, đồ nó mắc trước mặt tôi luôn á. Ồ. Ê à. Không làm mà đòi có ăn đâu. Anh. Trong lúc đang chia buồn cùng thằng bạn Ký Cốt, bỗng dưng gần đó có một cánh cổng Ultra xuất hiện. Nhân cơ hội đó, tôi đã cưỡi rồng lửa bay qua thế giới Ultra. Qua đến nơi, tôi xuất hiện ở đáy xã hội. Bằng chính sức lực của mình, tôi đã ngoi lên trên mặt đất. Và đây chính là thế giới Ultra, một chiều không gian khác của thế giới thật. Gần đó tôi có thấy được trẻ trâu Saki ngu. Cây tươi nhờ. Bên kia có thuyền kìa bạn ơi. Bạn đứng đây nha. Tôi qua đây tôi thám thính tình hình nha. Bạn đứng ở đây. Có đồ thì tôi sẽ chia sẻ cho bạn. Mày đừng có mơ mày vào đây, vào đây. Anh mày chặn đầu luôn nè. Oh my god, Master Ball. Master Ball ư? Đâu. Oh my god. Oh my god. Bây giờ mày đưa cho tao không là tao đập mày vỡ màu nấy. Nhanh gọn lẹ nào. Rồi luôn rồi, bỏ báo tới nơi rồi, tôi bay lên trên trời luôn rồi. Sau đó bọn tôi đã tách nhau, lên đường khám phá. Lúc tôi đi có phát hiện ra một vùng đất rất kỳ lạ, nó giống y chang như là một vùng đất chết.
Gần đó tôi có thấy được một chiếc thuyền NCT. Nhanh chân tôi đã lao qua để nhảy đồ. Với độ hào quang của nhân vật chính thì trong này chắc chắn sẽ có cái nịt. Vậy thì cũng có cái nịt nốt. Lúc rời khỏi thuyền, bên dưới chính là khu vực Ultra Depsia. Tôi quyết định sẽ tiến vào khu vực đó để khám phá. Vừa đến gần Ultra Depsia, một dòng thông báo hiện lên, một Pokemon Gen 9 đã xuất hiện và tôi cũng đã nhanh chóng thấy được một em Pokemon rất lạ. Tiến lại gần thì đây chính là Corridon, một Pokemon huyền thoại của Gen 9 với song hệ rồng và giác đấu siêu mạnh. Đang ngắm nghía em Pokemon này thì bỗng một dòng thông báo lại hiện lên, lại có một em Pokemon Gen 9 xuất hiện. Thật bất ngờ, Pokemon đó chính là Mirrodon. Nó và Corridon chính là một bộ đôi của Pokemon Scarlet và Violet. Vì quá thích bộ đôi này, tôi quyết định sẽ bắt cả hai em Pokemon. Tôi cho Charizard thách đấu với lại Corridon. Vừa vào trận đấu, Corridon đã sử dụng nghịch long hạ gục đi Charizard của tôi. Ngay lập tức tôi cho thần rừng ra trận. Sau đó sử dụng chiêu thức thiên nhiên phẫn nộ. Vì là Pokemon hệ tiên nên thần rừng của tôi ở kèo trên, nhanh chóng đã đánh cho Corridon suy yếu. Sau đó tôi đã dùng Ultra Ball để bắt nó. Với đồ đẹp trai, hào quang của nhân vật chính, tôi thành công bắt được Pokemon Gen 9, Corridon. Và đây chính là hình dạng của Corridon, một Pokemon đã mạnh lại còn ngầu, giống y chang như tôi luôn các bạn ơi. Mày bị điên à? Lúc xem chỉ số thì Corridon mang song hệ rồng và giác đấu, và nó cũng học được rất là nhiều chiêu thức mạnh. Bắt xong Corridon, tôi nhanh chân chạy qua vị trí của Mirrodon. Và khá là may mắn nó vẫn còn ở đây. Tôi đã cho Hoppa Ác Quỷ Địa Ngục ra trận để đấu với Mirrodon. Cho Hoppa sử dụng khí công tà ác, dính vào chiêu thức này, Corridon chỉ còn 4% máu. Sau đó tôi đã cho thằng rừng ra trận để cấu máu, nhưng Mirrodon đã phản công, đánh bật thằng rừng của tôi. Tôi đành phải cho vỏ hung lửa ra trận. Lúc này Mirrodon đã trở nên suy yếu, chớp lấy thời cơ đó, tôi liền quăng bóng đi bắt. Và chắc chắn các bạn cũng đã biết, với đồ đẹp trai không một góc chết của tôi, thứ gì mà chịu nổi nữa, nên tôi đã thành công bắt được Mirrodon. Và đây chính là hình dạng của Mirrodon, nó ngầu thực sự luôn các bạn ơi. Lúc xem kỹ năng tôi biết được nó có song hệ rồng và điện, một song hệ cũng khá là mạnh và nó còn học được rất là nhiều chiêu thức mạnh nữa. Vì hết Pokemon để bay nên tôi đã lấy Flygon trong PC và tiếp tục lên đường để khám phá. Lúc đang bay lượn thì tôi có thấy được hai em Pokemon đang đấu với nhau. Tiến lại gần thì kế bên chính là hàng trẻ trâu Sakingu, nó đang bắt một em Pokemon gì đó. Một tiếng sau đó cuối cùng được nó bắt thành công em Pokemon này. Đúng là cái trình độ đẹp trai của tao, top 1 cái server này. Bắt Pokemon của tao thế này nó mới dính chứ. Gặp mày chắc cũng phải cả trăm lượt mới xong á. Cái thằng này gáy nhờ, mày bắt 4 năm trái mới dính. Gặp tao là chỉ cần quăng nhẹ cái trái Ultra Ball thường này thôi nè, này là dư sức dính rồi. Đúng mày là cái thằng xấu trai bắt Pokemon lâu lắc à. Tao bắt hai con có hai trái à nhiều. Nó cũng đã lấy em Pokemon đó ra cho tôi xem. Và biết được em Pokemon này có tên là Hắc Độc Long Kyurem. Ở gần đó còn có một cái trung tâm Pokemon. Tôi đã cùng nó đi hồi máu cho các Pokemon và chuẩn bị một trận chiến sinh tử. Bây giờ tao sẽ cho mày thấy sức mạnh của Kyurem Hắc Độc Long nha chú em. Trời đất ơi, mấy cái con này dạng tiếp riêu thôi, làm sao có thể so sánh được với Pokemon của tao. Lại gáy, chắc thì chú em đã ăn được. Cứ thế, trận đấu của một bậc thầy Pokemon và con gà Sakingu chính thức được bắt đầu. Ui, Pokemon gì vậy? Đây chính là một Pokemon huyền thoại của Gen 9, Mirrodon. Tao sẽ cho mày thấy sức mạnh của nó. Tôi cho Mirrodon sử dụng đuôi rồng tác thẳng vào mồm con Dragonite khiến em nó bốc hơi. Trời ơi, cho Pokemon mạnh ra đi, lấy mấy con tiếp riêu ra solo sao ăn được tao nhóc này. Thôi đó chỉ là anh nháp thôi, bây giờ anh mới cấu sức mạnh thật sự nè. Sẽ con, ê yên đi. Thể hiện với chúng tôi này. Thôi, chừa cho chú em một đường múa thôi. Hãy xem đây, Arceus thật thần của tao. Thấy thế tôi cho Mirrodon sử dụng vạn trùng công kích, nhưng nó cũng không có tác dụng với thạch thần. Ngược lại, thạch thần dùng đạn ánh trăng đánh bại Mirrodon của tôi. Tôi đã cho Corridon ra trận, Pokemon khắc tinh của hệ đá. Arceus thạch thần đã dùng tái sinh, hồi phục lại những thiệt hại. Tôi đã cho Corridon sử dụng cận thân quyền, đòn tấn công này làm thạch thần hấp hối. Một lần nữa sử dụng cận thân quyền, đánh bại thạch thần. Cuối cùng Hắc Độc Lem cũng đã ra trận. Cuối cùng thì cũng đã đến lúc kêu ram của tao phải clear hết cái team của mày rồi. Cái thằng này nói muốn đấm như nó vỡ mồm thế nhờ. Tôi cho Corridon tấn công, nhưng nó chả hề hắn gì đối với kêu ram. Hãy xem đây, móng vuốt của rồng. Tôi đã cho thủy thần hắc ám ra trận. Vừa ra trận tôi cho thủy thần sử dụng vũ điệu mưa, gia tăng các đòn tấn công có hệ nước. Kyurem lập tức phun độc, dính phải độc tố. Zorak của tôi đã trở nên suy yếu. Tôi cho Zorak sử dụng đạn ánh trăng, thành công cấu đi một lượng máu, nhưng đồng thời cũng đã bị Kyurem đánh bại.
Tôi cho thằng rừng ra trận, kêu đem lại phun độc, thằng rừng của tôi cũng đã phải nằm xuống. Thấy vậy tôi cho hóa bá quỳ địa ngục ra trận, sử dụng bão nhung nham, hạ gục hết độc long. Sakengu cũng đã cho Charizard thủy long ra trận, tôi cho hóa bá sử dụng đá bóng tối và liên tục dùng khí công tà ác để thương Charizard. Nhưng sau đó hóa bá cũng đã bị đánh bại, tôi chỉ còn mỗi thằng bóng tối. Chẳng còn sự lựa chọn nào, tôi cho Rodan thằng bóng tối ra trận. Vừa ra trận, anh ngay chiêu thức cây nghiêng xung lực, Rodan của tôi chỉ còn một nửa lượng máu. Ngay lập tức tôi đã cho Rodan sử dụng chiêu mạnh nhất, thạch đao bạo phá. Nhưng thật đáng tiếc, Charizard đã né được và đánh bại Rodan của tôi. Không cần tới kill ram của tao á, mà Charizard của tao cũng đủ clear hết đam của mày rồi. Chứ em hơi yếu nha. Tao nhường thôi nha. Yếu nha, hơi yếu đây. Nhường nó một trận thôi mà nó gáy bặn quá, vũ khí trên tay, chém ngay còn kịp. Ơi cái thằng này. Ui dài ơi đấy, bảo rồi non không chịu nghe. Đừng có để anh ra tay chứ, già rồi mà cứ để anh ra tay chém đầu mấy nhóc con à. Sau đó tôi cũng đang nhảy xuống hố để có thể quay trở về thế giới thường. Về đến nhà tôi liền đi cày cấp cho hai em Pokemon Gen 9 mới bắt được, để tụi nó có thể mạnh hơn và học được nhiều chiêu thức khác. Vài ngày sau đó tôi có ra bờ sông gần nhà, lấy cho mình thật nhiều cát. Về đến nhà tôi dùng cát để chế tạo cá kết. Sau khi có đủ số lượng cá kết, tôi ra sau nhà, bắt đầu quá trình xây dựng bệ đá. Vào lại bàn chế tạo, tôi chế tạo con bọ vàng, nó là chìa khóa để kích hoạt chiều không gian, giúp ta đến được thế giới Ai Cập cổ đại, Atum. Sau đó tôi cũng đã nhảy vào chiều không gian và đến được thế giới cổ đại của các vị pharaoh. Đang lay hay thì bỗng nhiên tôi thấy được thằng trẻ trâu Sakengu. Ủa cái thằng trẻ trâu này mày đâu đây? Không biết gì hết nha, đi ké thôi. Mày dám điêu ké cái cánh cổng đi qua thế giới Ai Cập của tao à? Bây giờ mày muốn qua rồi á thì mày phải đưa phí bảo kê cho tao. Đấy, xin 50 trái bóng này. Mày nhót dại gì thấy mày chơi dơ mày. Nhưng mà hình như cái thế giới đây nó khá là huyền bí đấy bạn ơi. Tôi với bạn đi khám phá đi, lỡ đâu mà có chết thì bạn chết giùm tôi. Bạn khôn vậy. Trao đổi võ mồm với nó một lúc thì bọn tôi quyết định sẽ hợp tác. Thằng Sakengu sẽ là thế thân cho tôi khi tôi gặp nguy hiểm. Bay một lúc bọn tôi đã gặp được một công trình bỏ hoang. Hình như đây là một cái tòa kiến trúc gì đó phải. Nè có cái bản đồ vậy nè, bản đồ đây là có cái gì á? Có một cái bản đồ và hình như kia chính là kho báu đúng không nhờ? Tôi và bạn nhảy của mình quyết định sẽ đi qua tòa đồ mà bản đồ chỉ dẫn. Nếu thật sự đó là một kho báu thì lụm thôi. Không lâu sau đó tôi cũng đã đến được vị trí được đánh dấu trên bản đồ. Nó đánh dấu là chỗ này nè bạn ơi. À hóa ra cái bản đồ này dẫn đến kim tự tháp à. Bên trong tôi nghe có con gì nha. Đúng rồi. Bên trong tôi cũng nghe thấy tiếng có con gì cũng này nè. Bọn tôi có thể dùng cúp, nhưng kim tự tháp này làm từ một loại đá siêu cứng nên cúp cũng không ăn thua. Vì thế bọn tôi đã dùng xẻng đào các lớp cát xung quanh để tìm lối đi vào kim tự tháp. Không lâu sau đó bọn tôi đã phát hiện ra được lối vào. Bên trong có những hồn ma, bọn nó ùa ra để tấn công tôi. Ê, các bạn ơi. Sau khi chế tạo khiên, tôi ngay lập tức bay vào chinh chiến. Với những đường kiếm điêu luyện, tôi đã càn quét hết tất cả các lũ quái. Thật ra là cũng chết 5-6 lần gì đó rồi. Trong kim tự tháp này, bọn tôi còn có thấy được các rương, bên trong có vài món đồ. Đặc biệt hơn, chúng tôi còn tìm thấy một lối đi dẫn xuống nơi chôn cất của các pharaoh cổ đại. Xuống bên dưới, nơi này rất rộng, có các hầm chứa đồ với đầy những cạm bẫy. Hơn hết chính là những căn hầm chứa những xác úp nghìn tuổi. Và sau một lúc, bọn tôi cũng đã đến được nơi chôn cất các vị pharaoh cổ đại. Ở đây có một quan tài cổ, và để mở khó được nó, tôi cần phải triệu hồi ra vị pharaoh của kim tự tháp này và đánh bại hắn.
Sau một lúc tìm hiểu, bọn tôi cần phải có đuốc hoàng gia được chế tạo từ vàng và than. Sau đó là cắm 4 cây đuốc ở xung quanh quan tài và thế pharaoh cổ đại đã xuất hiện. Vị pharaoh này cầm trên tay là một món bảo vật, nó đánh khá là đau và còn rất là trâu nữa. Nhưng với trình độ PvP thượng thừa của tôi vẫn có thể tiêu diệt được pharaoh. Quay trở lại với quan tài cổ, bên trong có hai món cổ vật. Tôi đã nhặt được một cây cung siêu mạnh. Và hơn hết, tôi còn có được một bản đồ mới. Bạn ơi, tôi có một cái bản đồ và cái bản đồ này hình như dẫn đến một cái kim tự tháp khác. Ê, tôi cũng có một cái nữa. Rồi, đưa cái của bạn cho tôi thử coi. Hai cái bản đồ này y chang nhau luôn bạn ơi. Hình như hai cái bản đồ này cùng dẫn đến một cái kim tự tháp. Chúng ta sẽ cùng đi qua đó khám phá thôi nào. Sau đó bọn tôi đã quyết định rời khỏi chỗ này để đến được vị trí của bản đồ mới. Đang đi lên trên thì một dòng thông báo hiện lên, huyền thoại Lugia đã xuất hiện. Ui, Lugia ở đâu vậy? Ui, Lugia Anubis. Hình như đây chính là một trong những vị thần cai quản ở khu vực này ấy. Hình như là do mình tiêu diệt cái con pharaoh kia cho nên là vị thần này mới ra đấy. Ờ đúng rồi, thôi tao xin trước nha. Tôi đi chậm quá nên thằng Saki nó bắt mất tiêu. Một lúc sau thì nó cũng đã thành công bắt được thần giám hộ Ai Cập, Lugia. Chú em thấy Anubis của anh thế nào? Ui dầm ba cái con rồng của bắp này mà non ấy mà. Chê thấy dám solo không? Solo à? Solo thì thôi. Tạm thời thì tao có việc rồi. Bây giờ đi khám phá cái chỗ kia đi, không có solo gì hết trơn á. Rén ngay. Ra khỏi kim tự tháp cũng là lúc bọn tôi xuất phát tìm vị trí được đánh dấu trên bản đồ. Sau một đêm tìm kiếm, bọn tôi cũng đã đến được nơi đánh dấu trên bản đồ. Nó lại là một cái kim tự tháp. Có được kinh nghiệm từ lần trước, tôi nhanh chóng tìm được lối vào của kim tự tháp. Tiến vào bên trong thì trước mắt tôi chính là một vị pharaoh. Tôi cùng với Saki ngu để dụ vị pharaoh ra ngoài và hợp lực đánh bại. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, bên trong kim tự tháp vẫn còn một vị pharaoh khác. Trong vị pharaoh này giống như hắc bạch vô thường và khi dính đòn của pharaoh, tôi còn bị mù nữa. Nhưng cũng không thể nào làm khó được nhân vật chính. Tôi đã thành công đánh bại được hai vị pharaoh. Sau đó là lượm luôn mấy thằng đàn em của các pharaoh. Ui bạn ơi, hình như là những cái kiến trúc này khác so với lại cái kiến trúc ở cái Ai Cập cũ đúng không ta? Đúng rồi, nãy nó làm gì có cái mấy cái cục này đâu. Không biết những cái này là tượng trưng cho cái gì nhỉ? Trong kim tự tháp này còn có hai quan tài cổ. Bên trong tôi nhặt được một bộ giáp thần ra, hai món cổ vật siêu hiếm của vị pharaoh tối thượng Ai Cập và một món cổ vật của vua pharaoh Anubis. Bọn tôi đã ở đây và tìm hiểu về các kiến trúc cổ đại này. Tôi đã phát hiện ra có 4 pho tượng vàng. 4 pho tượng này cùng nâng một cái trụ vàng và được thắp sáng bằng ngọn lửa. Trong kim tự tháp này cũng có 4 trụ vàng, cho nên tôi đã dùng đá lửa để thắp sáng các trụ xung quanh, tiến hành nghi thức triệu hồi. Sau đó, vị đấng tối cao của Ai Cập cổ đại xuất hiện, Lucario Anubis. Tôi đã lao tới thách đấu với nó. Vừa vào trận đấu, Lucario đã dùng hấp thu quyền đánh bại thằng rừng của tôi. Tôi cho Corydon ra trận, sử dụng nghịch long cấu đi một lượng máu của Lucario. Khá là may mắn, Corydon của tôi đã né được hầu hết các đòn tấn công của Lucario, nhưng cuối cùng vẫn bị Lucario dùng thượng thiên quyền đánh bại. Tôi cho Mirrodon ra trận, vì Lucario còn yếu máu nên tôi đã dùng máu Nebak tưởng chừng như thành công, thì Lucario lại thoát ra ngoài, dùng hấp thu quyền phản công Mirrodon của tôi. Và nó cũng đã hấp thu đòn đánh đó. Tôi lại quen bóng Nebak chờ kỳ tích xuất hiện. Nhưng vẫn là Lucario khó khăn ngồi đánh bại Mirrodon của tôi. Tôi cho thủy thần ra trận, vừa ra trận anh ngay chưa thúc đại địa lực, nhưng thủy thần của tôi vẫn trụ được. Tôi cho thủy thần sử dụng sung nước đánh cho Lucario yếu máu. Sau đó lập tức quen bóng để bắt nó. Lúc này hào quang nhân vật chính của tôi đã được tỏa sáng. Tôi đã chinh phục được vị thần Ai Cập cổ đại Lucario Anubis. Ôi trời ơi, tới công chuyện nhanh rồi. Và đây chính là hình dạng của thằng Ai Cập cổ đại Anubis, vị thần mạnh nhất ở Ai Cập. Nó mang song hệ đất và giác đấu, một song hệ rất mạnh. Ê, chạy dâu kìa, solo Pokemon đó mày.
À, chú em muốn solo à? Tao cũng đang muốn thử sức mạnh của Lugia Anubis của tao mạnh như thế nào đây. Thằng cái dâu bước ra đây nhanh đi. Ai ca tới đây. Sao những bước đi của mày nó có cái hiệu ứng như kia vậy? Tao mới độ C-Bo 110 á. Tao báo cái thằng mắc kết cụ mày giờ mày tin không mày, cái thằng dạy này. Đến vấn đề chính đi, solo đây nhóc con à. Và bây giờ chính là lúc tôi cho thằng trẻ trâu này ăn hành. Pokemon đầu tiên của nó chính là Dragonair ác quỷ, còn của tôi chính là Pokemon Gen 9 Corridon. Ngay lập tức tôi cho Corridon dùng nghịch long đánh bại Dragonair. Sakingu đã cho Sajat Thủy Long ra trận và đánh bại Corridon của tôi. Ngay lập tức tôi cũng đã cho Mirrodon ra trận, nhưng nó cũng không phải là đối thủ của Thủy Long nên nó liền bị đánh bại. Thấy vậy tôi cho Thủy Thần Hắc Ám ra trận. Vừa ra trận đã bị Charizard tấn công, mất đi một lượng máu. Thủy Thần của tôi nhanh chóng phản công bằng đạn ánh trăng đánh bại đi Charizard. Và thế nó đã cho thằng bảo hộ Ai Cập ra trận, Lugia Anubis. Tôi đã cho Thủy Thần dùng đạn ánh trăng, nhưng Lugia của nó dùng động đất và đánh bại Thủy Thần. Tôi liền cho hấp ba ác quỷ địa ngục ra trận, sử dụng chiêu thức bảo nhung nham, nhưng nó hoàn toàn không có tác dụng đối với Lugia. Ngược lại, Lugia lại dùng động đất, hấp ba của tôi đã suy yếu trầm trọng. Sau đó nó dùng vuốt rồng hạ gục đi hấp ba của tôi. Thấy vậy tôi liền cho Rowland thằng bóng tối ra trận, sử dụng chiêu thức nhiệt xa đại địa, nhưng Rowland của tôi hoàn toàn lấy vế so với Lugia. Vì đang ở thế giới của nó nên nó sẽ được gia tăng sức mạnh, không chịu thua. Tôi cho thằng bóng tối sử dụng thạch đao bạo phá. Ăn phải chiêu thức này, Lugia đã bị đánh bại. Nó liền cho Hắc Độc Long ra trận, một lần nữa sử dụng thạch đao bạo phá đánh bại Kyurem. Sau đó nó đã cho Rayquaza lôi thằng ra trận và kết liễu đi Rowland của tôi. Tưởng chừng như hết hy vọng, nhưng tôi vẫn còn một Pokemon rất mạnh. Tôi cho Lucario Anubis ra ngoài. Nhân cơ hội đang có bão cát, tôi liền sử dụng đại địa lực. Dính vào chiêu thức này, Rayquaza đã phải nhận một lượng sức thân cực lớn. Nó đã phản công, nhưng chẳng hề hắn gì đối với Lucario của tôi. Tôi cho Lucario sử dụng hấp thu quyền, kết liễu Rayquaza và hút đi lượng máu của nó. Saki đã cho Arceus thật thần ra trận. Ngay lập tức, tôi cho Lucario sử dụng thượng thiên quyền và sau đó dùng đại địa lực để kết liễu. Và thế tôi đã giành chiến thắng ngọn ngục trước Sakingu nhờ sức mạnh của vị thần Ai Cập cổ đại Anubis. Ôi trời ơi, sao bạn non dữ vậy bạn? Nó giống như chiếc lốp xe này này. Hơi non. Và hơn là do con Charizard tôi chết sớm thôi, không tôi gõ bạn cái là con Gron bạn ngẫm chứ mấy. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Người gái nữa, Lucario của tôi như thế này lần đầu là ăn kiểu gì mà ăn nổi không? Quậy, đúng là vị thần Anubis có khác. Cái thằng trẻ trâu như mày làm sao mà đánh bại được? Ô mày, đấm nhau đi, mày như nào? Sau đó hai huynh đệ tôi đã tỉ thí võ công với nhau. Vì thấy sư đệ của mình quá tội nên tôi đã nhường nó, nhưng... Hey, non thế này. Sau khi chinh phục các kim nữ tháp, lên đường quay trở về thế giới thật. Khởi đầu với một ngày mới tràn đầy ánh hào quang rực rỡ. À nhầm, tràn đầy ánh nắng mặt trời. Có vẻ đây chính là sự báo hiệu cho con đường trở thành vua hải tặc của tôi. Ủa? Tôi quyết định sẽ cử rồng lửa đi thăm các con gà trong server. Và người đầu tiên chính là hàng trẻ trâu Sakingu. Tôi nhanh chóng thấy được bóng dáng của nó đang chạy lon ton ở gần nhà. Ngó qua thì thấy ngôi nhà của nó. À không, cái này phải gọi là chuồng lợn thì đúng hơn. Tôi có vào cái chuồng lợn của nó để khảo sát thì có tịch thu một vài món đồ không mấy giá trị. À, có vài viên kim cương với vàng bạc chứ nhiều. Tôi có lên bên trên để khảo sát nốt nhưng chẳng có gì. Chưa làm ăn được gì thì con lợn xe cái ngu đã quay trở về. Nhanh tay tôi dùng viên đá thần đã nhặt được ở linh mộ Pharaon để tàng hình. Ủa, lắc cái ta? Mình mới thấy ai mà? Lắc. Ủa, mình nhịn lâu lắm vậy đi chứ. Ờ. Ủa có đâu? Tôi gặp ma. Ê. Cứ thế tôi dùng viên đá thần tàn hình để cho thằng trẻ trâu này. Cái đâu? Tao biết mày tàn hình rồi đấy. Đây, cậy chớ nhờ nó đâu ta. Nó đây nè. Nó đang đứng ở đây nè. Ơi, cháy nhà. Chết cụi rồi, cháy nhà rồi. Cứu tôi. Cháy nhà lần hai. Đó là món quà tôi dành tặng cho mày ở buổi sáng đầu tiên nhá. Tạm biệt mày. Thằng ngu. Sau đó tôi đã cưỡi rồng lửa tiến hành đi qua nhà của con gà thứ hai trong server. Nhưng tôi không vào liền mà đứng ở ngoài quan sát tình hình. Sau khi xác nhận Khứa Harry không có ở nhà, tôi đã tiến lại gần nhà của hắn. Ai đất ơi, nhà gì mà nó nghèo trời. Nhà còn không có cánh công địa ngục nữa. Mình tính qua ăn trộm mà chắc nhà này là khỏi ăn trộm chứ ăn trộm gì nổi nữa. Trời đất ơi, không có cái gì luôn.
Lần này tôi dùng thuốc nổ để làm quà. Món quà này chứa đựng tấm lòng hiền từ nhân hậu của tôi gửi đến cho Harry. Mong là Harry sẽ cảm thấy hạnh phúc khi nhận món quà này của tôi. Wow, nhà Harry trông có vẻ đẹp hơn rồi đấy. Nhưng mà hình như có vẻ thiếu các bạn ơi. Nếu mà đã cho rồi thì mình sẵn tiện mình làm đẹp cho nó nguyên căn nhà luôn ha. Làm đẹp con trước thì nó ít quá. Đấy, cho nên là mình không hết được bao con trai. Chủ nhà về rồi, tàn hình thôi. Bố cái thằng Hiếu Chí, đâu ơi, bước sát ra đây, bố bị đánh tết đi vậy. Tao đây nè, không thấy tao hả? Đâu ra? Tao đây nè, trời ơi, gần, xa tận chân trời gần ngay chỗ. Đây rồi. Vũ khí hư rồi, chết rồi. Vũ khí tàn hình của ta. Thằng này chơi đùa các bạn ơi, thằng này chơi đùa. Mày chơi đùa nè. Tuổi tôm, bơi ông, solo bơi, ôi. Bơi nè, bố đánh tết đi mày. Ôi, đầu hàng. Thua, đầu hàng. Tha một mạng. Cái nhà tôi đẹp đẽ, sạch sẽ, gòn gàng, nhìn sang cảnh có phải như chuồng lợn này sao kia đâu. Trời ông nhìn kỹ lại đi nè, thấy chưa? Tôi đã tạo ra những nghệ thuật tác phẩm tuyệt vời như thế này. Không phải tôi làm thêm chút nữa nè, đây nè. Trời, đau. Solo Pokemon không, con gà này. Vô đây. Trời ơi, chấp 10 thằng chín luôn. Thằng danh con. Và thế, tôi đã hết đấu Pokemon với khứa này. Vừa qua trận đấu Pokemon của Harry chính là Rayquaza Hỏa Thần. Còn của tôi chính là Pokemon Gen 9 Coraidon. Tôi đã cho Coraidon dùng nghịch long với tốc độ nhanh và đòn đánh chính xác. Coraidon đã hạ gục Rayquaza chỉ với một đòn đánh. Không chỉ yếu thế, Harry đã cho thằng hủy diệt Mewtwo ra trận. Nó đã dùng đạn ánh răng đánh bại Coraidon của tôi. Non. Tôi cho thằng bóng tối ra trận và ngay lập tức sử dụng thạch đao bạo phá. Mewtwo đã dễ dàng né được nên chỉ gây được một nửa sát thương và nó phản công lại với một đòn đạn ánh răng đánh bại thằng bóng tối của tôi một cách dễ dàng. Đúng là thằng hủy diệt. Mewtwo là Pokemon tiếp theo của tôi nhưng nó cũng không trụ nổi quá một đòn. Tôi quyết định sẽ cho thằng Ai Cập cổ đại ra trận. Lucario Anubis vừa đánh trận đang ngay đòn chí mạng. May mắn Lucario của tôi vẫn trụ được và sử dụng chiêu thức Thượng Thiên Quyền đánh bại Mewtwo thằng hủy diệt. Harry cũng đã cho lôi thằng Raikou ra trận, sử dụng chiêu thức thần tốc đánh bại Lucario của tôi. Tôi còn hai Pokemon đang định cho Hoppa Á Quỷ Địa Ngục ra trận nhưng vì hỗn loạn tôi đã chọn nhầm thủy thần hắc ám Zorak. Và chắc các bạn cũng đã biết thủy mà gặp lôi là sẽ như thế nào rồi. Chỉ với hai chiêu thức, Zorak của tôi đã phải nằm xuống bởi vị trí của lôi thần. Và Pokemon cuối cùng của tôi ra trận, Hoppa Á Quỷ Địa Ngục, tôi liền cho Hoppa sử dụng bão nhung nham đánh bại lôi thần. Harry đã cho trai rách hỏa thằng địa ngục ra trận, sử dụng súng lực rồng đánh bại hóa bao của tôi và đánh dấu kết thúc cho trận chiến. Non quá, trời cái gì? Ngay ngay coi, ngay đi. Mạng bị lag quá, không có nghe thấy gì hết. Ây à. Tôi. Đi luôn. Rồi á, bố mày chua cái PC luôn. Xin nha. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhé. Về đến nhà, tôi liền vào bàn chế tạo, grab hai cái xô. Sau khi múc nước, tôi ra sân nhà đào một cái hố và đổ hai xô nước vào bên trong. Tiếp theo đi nhặt những bông hoa, cắm xung quanh hố nước. Bây giờ chỉ cần thả một kim cương vào, tôi sẽ tạo ra cánh cổng dẫn đến khu rừng hoàng hôn. Sau đó thì tôi cũng đã bước chân vào cánh cổng và đến được khu rừng huyền thoại Thrai Forest. Lúc đang tò mò về khu vực này, tôi chợt phát hiện ra có một ngôi nhà hoang ở gần đó. Tiến lại gần thì bên trong có hai con quái rừng, nó đã tấn công tôi. Nhưng với thân thủ nhanh nhẹn, tôi đã xử lý hai con quái này một cách dễ dàng. Sau khi mặc giáp, tôi đã quay lại và chiến đấu, nhưng những con quái này có khả năng đánh xuyên giáp. Cứ thế, tôi bị nó đánh bồm đầu, ngấm của tỏi. Về đến nhà, PC của tôi đã bị cửa Harry đánh cắp nên tôi quyết định sẽ qua nhà vả con lợn Saki ngu. Nhưng quên mất, con lợn này cũng nghèo không kém gì thằng Harry. Cả cái nịt nó còn không có, đừng nói là cái PC. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành cưỡi Coraidon lên đường truy lùng các trung tâm Pokemon. Đúng là trời không phụ lòng của những người đẹp trai. Tôi đã tìm thấy một cái trung tâm Pokemon cách nhà không quá xa. Bước vào bên trong là khuôn mặt hiền từ phúc hậu của chị y tá. Chị ấy bảo rằng cái PC của chị giao hết cho em đấy. Được thì chị giao cả tính thân này cho em. Không phụ lòng chị y tá, tôi đã lấy cái PC và... Xong xuôi tôi cưỡi rồng lửa lên đường tiếp tục khám phá các vùng đất mới. Vài ngày lên trên mặt biển, lúc đi qua một khu vực, tôi có thấy dưới đáy biển có một khu vực rất giống một tàn tích bí ẩn nào đó. Tiếp tục di chuyển thì tôi đã lạc vào một vùng đất linh thiêng. Đi sâu vào bên trong, thời tiết thì rất là đẹp nhưng lại có tiếng sấm sét. Bất ngờ một dòng chữ hiện lên, huyền thoại Rayquaza đã xuất hiện và nó xuất hiện ngay trước mắt tôi.
trước mắt tôi và các bạn chính là Rayquaza Long Thần, là vị thần cai quản vùng đất linh thiêng ở đây. Tiến lại gần thì vị thần này bay qua chỗ khác. Tôi nhanh chóng cử rồng lửa đuổi theo, sau đó là thách đấu với lại Rayquaza Long Thần. Bước vào trận đấu, Rayquaza sử dụng nghịch long hạ gục Charizard của tôi. Thấy vậy, tôi đã cho khắc tinh hệ rồng, tự thần hắc ám Zorak ra trận. Tôi đã dùng đạn ánh trăng tấn công Rayquaza và nó khá là hiệu quả. Tưởng chừng như hệ tiên sẽ nằm ở kèo trên, nhưng Rayquaza đã sử dụng lửa chi tử. Mém tí nữa là thủy thần của tôi đã hẹo. Tôi lại cho thủy thần tấn công và Rayquaza đã trở nên suy yếu. Nhân cơ hội đó, tôi quen Ultra Ball để bắt nó. Và với hào quang của nhân vật chính cùng với đồ đẹp trai nghiêng nước nghiêng thùng của tôi, thì tôi đã thành công bắt được Rayquaza Long Thần. Và đây chính là hình dạng của Rayquaza Long Thần, nó rất đẹp và còn siêu ngầu nữa. Lúc xem chỉ số cho em Pokemon này thì tôi biết được Rayquaza có song hệ rồng và lửa, và nó còn học được những chiêu thức cực kỳ mạnh của hai hệ, một sự kết hợp cực kỳ hoàn hảo. Bắt được vị thần siêu mạnh, tụi ngay lập tức lơ đường quay trở về nhà để tính sổ với khứa Harry. Không lâu sau đó tôi đã tìm thấy đường về nhà, nhưng tôi không dừng lại mà bay thẳng qua nhà của khứa Harry. Cửa Harry hình như không có nhà rồi, khứa này đâu rồi? Cửa ngõ mà mở toang tác như thế này, ăn trộm nó có vô, nó ăn trộm mình thì cũng không biết được đâu. Cho nên là mình sẽ vô mình ăn trộm vậy. Nhưng mà mình quên mất là nhà này làm éo gì có đồ để mà trộm. Cái tủ lạnh này có vẻ hơi đẹp à. Xin trời, cái nào đẹp là mình phải xin liền chứ. Nãy mà đóng cửa lại cho Harry rồi đấy. Thấy mình người tốt chưa? Đúng là người tốt thật sự luôn. Thấy nhà bạn bè không đóng cửa là mình đóng cửa lại. Ai mà tốt dữ trời đất ơi. Chỉ có mỗi mình tôi thôi. Mà tôi qua đây để kiếm mình khứa đó để đánh nhau. Mà khứa ở đâu ta? Vậy thôi mình đi về nhà thôi. Định cho nó một bài học mà nó trốn đâu mất tiêu. Thế nên tôi lành quay trở về nhà. Sáng hôm sau tôi bắt đầu quá trình cài gấp cho Rayquaza Long Thần để nó trở nên bất khả chiến bại. Sau một vài ngày lượn lờ ở nhà Harry thì tôi đã phát hiện nó đã quay trở về. Thời khắc để tôi trả thù đã đến. Tôi liền leo lên cây quan sát tình hình. Tôi dùng cung ở tầm xa để ám sát Harry. Chú chín bất dại này, dám bắn tôi anh em à. Thằng này được lắm, ước sắc này bố đánh tắt đít mày. Trốn nhờ ẩn thân cũng ghê nhờ. Phát sáng thấy ẩn thân, tự bố mày đuôi chắc rồi. Ủa, đâu rồi? À, chân dung thằng bắn lén nè, xuống đây em. Xuống đây. Luôn đây. Mày như nào, mày như nào, mày như nào, mày như nào, mày tưởng ai, mày đánh nhau với tao à? Ừ, mày vào đây, mau vào đây. Mày ổn tới ông kia, ông chú chín ạ. Tụi gì bắt được ta, còn lâu bắt được anh nhá. Chú em còn non lắm. Ngọt đứng đó đi em, ngọt đứng xuống đi, đứng lại đi. Vào đây, vào đây. Vào đây. Trời đất ơi, bảo non này không chịu nghe. Cái con gà này. Hôm nay tôi qua đây để trả thù cái thằng trẻ trâu như ngươi. Ở đây ngày đầu tiên là ngươi dám đánh bại ta hả? Đó là ta trên giường ngươi thôi, nghe chưa? Bây giờ ta mới quay trở lại đây để mà cho ngươi biết sức mạnh của ta sẽ như thế nào. Sức mạnh của những thằng gà mờ à, đúng không? Mày nói gà sẽ như nào? Sau đó trận đấu giữa tôi và Harry chính thức được bắt đầu. Pokemon đầu tiên của Harry chính là Charizard Hỏa Thần Địa Ngục, con của tôi chính là Corridon. Charizard đã sử dụng xung lực rồng, dính phải lần đánh này, Corridon của tôi chỉ còn một nửa lượng máu. Corridon nhanh chóng đáp trả với chiêu nghịch long, nhưng nó không hề hấn gì đối với Charizard. Ngược lại, Charizard phản công, đánh bại Corridon. Ngay lập tức tôi đã cho thủy thần hắc ám ra trận, sử dụng cây nghiêng xung lực đánh cho Charizard chỉ còn một tí máu. Nó ngay lập tức phản công, nhưng thủy thần của tôi vẫn trụ được và hạ gục Charizard ngay sau đó. Pokemon tiếp theo của Harry chính là Dioxide hắc ám. Vừa ra trận, nó đã kết liễu thủy thần của tôi. Tôi đã cho thằng bóng tối ra trận và sử dụng thạch đao bạo phá. Nhưng Dioxide đã dễ dàng né được và sử dụng cẩn thân quyền để trả đòn, hạ gục Diraudon của tôi. Tôi cho hấp ba ác quyền địa ngục ra trận, sau đó liên tục sử dụng bão nhung nham nhấn chìm Dioxide. Và Harry đã cho ách chủ bài ra trận, Mewtwo thần hủy diệt. Nó nhanh chóng hạ bệ hấp ba của tôi bằng chiêu đạn ánh trăng. Niềm hy vọng của tôi đặt hết vào Rayquaza Long Thần. Tôi cho Long Thần xuất trận, ngay lập tức sử dụng chiêu mạnh nhất lửa chí tử và đã thành công đánh bại được thần hủy diệt Mewtwo. Harry đã cho Rayquaza Hỏa Thần ra trận. Tôi cho Long Thần sử dụng nghịch long đánh bại Rayquaza cụ bắp của Harry. Tiếp theo, Harry đã cho Raikou lôi thần ra trận. Nó đã sử dụng thần tốc nhưng chẳng thấm thía gì đối với Rayquaza của tôi. Tôi liên tục sử dụng hai chiêu thức lửa trời và nghịch long đánh bại đi lôi thần. Và Pokemon cuối cùng của Harry, Dialga hắc ám, vừa ra trận tôi đã chốt hạ với chiêu nghịch long và giành chiến thắng trước một con gà bị gáy tiếng người. Nhà ngươi hơi non ấy nhá. Ui giời ơi, non ui cay cay ui gọi non thế. Đánh không lại tôi, thanh niên liền giở trò lưu manh ăn hiếp người già giữa chốn thanh thiên bạch nhật, và thế là non. Sau đó tôi lại cưỡi rồng lửa đi qua nhà của Saiki ngu để bỏ đầu nó. Qua tới nhà thì chả thấy ai, còn chưa kịp gạ solo nữa là nó đã sợ bỏ trốn mất tiêu. Tôi ngay lập tức triệu hồi nó bằng những dòng chữ Saiki ngu,
Cái éo gì? Mày đang ở đâu để cao qua kiếm không có? Tao đang đi du lịch ở dưới DN, cút qua đây mà tìm, tao lượm đầu cái nhẹ. Cổng DN ở chỗ nào? Đã nổ địa chỉ, qua đây gặp bố. Ngay lập tức tôi gửi Pokemon lên đường tìm kiếm cánh cổng Stronghouse. Sau vài ngày tìm kiếm thì tôi đã đến được tọa độ mà hàng Saki nó đưa. Lúc dưới đất tôi có thấy một cái kim tự tháp, lại gần thì tôi có bỗng phát hiện ra một ký tự do Saki ngu để lại, một con đại bàng siêu to khổng lồ, con này chắc phải 2 mét. Đặc biệt kế bên con đại bàng này có một cái hố, nơi đây trùng khớp với tọa độ hàng Saki cho, nên tôi ngay lập tức đào đường đi xuống. Quả đúng như tôi suy đoán, đây chính là Stronghold. Tôi ngay lập tức xách hai cái giò của mình đi kiếm cánh cổng. Lúc đi tôi có vào thư viện bỏ hoang, nhưng trong đây cũng không có gì đáng giá. Tiếp tục di chuyển thì cuối cùng tôi cũng đã thấy được cánh cổng DN. Sau đó tôi cũng đã tiến vào cánh cổng. Rồng Ender vì thấy một người đẹp trai khí phách như tôi nên đã cong đít bỏ chạy rồi. Sau đó tôi có đánh một vài con Pokemon để lấy được Ngọc Ender và dùng nó để đến với The City. Tôi đã cho rồng lửa ra ngoài để tiện đường di chuyển ở khu vực này hơn. Ở nơi đây có rất nhiều quần xã sinh vật đa dạng và nó toát ra một vẻ đáng sợ vô cùng lạ lẫm. Trong lúc tôi đang đi khám phá, bỗng nhiên có một dòng chữ hiện lên, huyền thoại Diaga đã xuất hiện tại khu vực này và tôi nhanh chóng tìm thấy được vị trí của nó. Trước mắt tôi và các bạn chính là Diaga Long Thần, tiến lại gần thì đột nhiên nó đã bay đi. Và nó bỗng nhiên dịch chuyển đi mất tiêu. Tôi liên tục tìm kiếm ở các khu vực quanh đó thì may mắn đã tìm thấy được em nó. Đây chính là vị thần mạnh nhất ở dưới DN, Diaga Long Thần. Nhìn nó ngầu thật sự luôn các bạn ơi. Sau đó thì tôi đã thách đấu để bắt nó. Vừa vào trận đấu, nó đã sử dụng hơi thở rồng đánh bại Dijarizat của tôi. Tôi ngay lập tức cho Rayquaza Long Thần ra để đỏ sức. Sử dụng chiêu thức nghịch long đã gây cho Diaga một nửa sát thương. Diaga dùng lăng xạ kích cũng đã cấu đi một lượng máu của Rayquaza, đang định cho Rayquaza phản công thì Diaga tiếp tục tấn công, đánh bại Rayquaza Long Thần. Tôi cho hấp 3 ác quỷ địa ngục ra trận, nhưng nó cũng không phải là đối thủ của Diaga. Chỉ với 2 đòn, nó đã nằm xuống. Tôi chỉ còn 3 Pokemon và lúc này tôi đã lựa chọn thủy thần hắc ám ra trận. Tôi cho Zorak sử dụng chiêu đạn ánh trăng, thành công làm Diaga suy yếu. Nhân cơ hội đó tôi đã quen bóng để bắt, nhưng quả thật Diaga Long Thần rất cứng đầu, nhưng đó là đối với người khác, còn đối với độ đẹp trai ngầu lòi của tôi đã thành công khuất phục được Diaga. Và đây chính là hình dạng của Diaga Long Thần hủy diệt, nhìn thôi đã thấy sức mạnh của nó lớn đến mức nào rồi. Lúc xem dãy số cho em Pokemon này thì tôi biết được Diaga có song hệ rồng và thép và nó còn học được rất là nhiều chiêu thức mạnh nữa. Sau đó tôi đã cử Diaga tiếp tục lên đường khám phá. Đang đi thì bỗng nhiên lại một dòng chữ được hiện lên, huyền thoại Siddharth đã xuất hiện. Di chuyển một hồi thì ở gần khu vực đó tôi có thấy được một vài con Pokemon đang đấu với nhau. Và sau khi nhìn kỹ lại thì đó không ai khác chính là hàng trẻ trâu Saki ngu. Tôi đã cưỡi thủy thần chạy xuống để quan sát. Một lúc sau thì con gà này cũng đã bắt xong. Thấy thằng rừng hay cám của anh thế nào? Ui, ba cái con hưu cùi bắp nãy mờ sơn màu đen lên tưởng là ngầu à. Thế gì solo không nhóc con này à, anh phải chấp cả vô, mày vô. Vào đây một mình em Sunny của tao chắc căng hết cả đội hình mày luôn á thằng thanh con. Và cuối cùng trận đấu giữa tôi và hàng trẻ trâu Saki ngu chính thức được bắt đầu. Pokemon đầu tiên của nó chính là Charizard thủy long, con của tôi chính là Hoppa ác quỷ địa ngục. Tôi liên tục cho Hoppa sử dụng khí công tà ác làm Charizard chỉ còn 40% máu. Ngay lập tức nó đã sử dụng cái nghiêng xung lực để phản công. Vì bị khắc hệ nên hấp 3 của tôi có phần yếu thế hơn, nên ngay ở lượt sau nó đã bị đánh bại. Tôi cho thủy thần hắc ám ra trận, sử dụng chiêu thuốc đạn ánh trăng kết liễu đi Charizard. Saki ngu đã cho thần giám hộ Ai Cập Lugia Anubis ra ngoài. Nó dùng động đất hạ gục đi thủy thần của tôi. Tôi ngay lập tức cho Raudon thần bóng tối ra trận, sử dụng thật đau bạo phá. Nhưng Lugia đã ra tay trước với đòn động đất đánh bại thần bóng tối của tôi. Đến nước này tôi đành phải cho Rayquaza Long thần ra trận. Cho Rayquaza sử dụng chiêu thức nghịch long đánh bại Lugia. Pokemon tiếp theo của Saki chính là hắc độc long Kyurem, nhưng vừa ra trận nó đã bị đánh bại bởi đòn nghịch long. Nó đã cho Pokemon mới ra trận, Darkrai kỵ sĩ bóng đêm. Rayquaza của tôi đã sử dụng nghịch long đánh cho Darkrai chỉ còn 37% máu, tưởng gần như chiến thắng nằm trong tay. Darkrai đã sử dụng chiêu thức tinh toái khiến cho Rayquaza của tôi suy yếu, sau đó dùng hấp thu quyền hạ gục Rayquaza long thần và nó còn hút máu của Rayquaza nữa. Tôi đã cho thằng Ai Cập Lucario ra ngoài sử dụng thượng thiên quyền, nhưng tôi chợt phát hiện ra Darkrai có hệ ma nên những chiêu thức hệ giao đấu không có tác dụng. Nó phản công và hút đi lượng máu của Lucario.
Lucario. Thấy vậy tôi đã sử dụng đại địa lực nhưng đất ra vẫn trụ được và liên tục sử dụng hấp thu quyền đánh bại Lucario của tôi. Tôi chỉ còn một Pokemon và đây chính là hình niềm hy vọng cuối cùng của tôi, Dialga Long Thần ra trận. Vì Deathrite của Psyche khá mạnh nên tôi ngay lập tức sử dụng tiếng gầm thời gian kết liễu đi Deathrite. Psyche ngu đã cho Rayquaza lưu thần ra trận. Rayquaza tấn công nhưng nó không thấm thía gì đối với Dialga của tôi. Tôi đã cho Dialga phản công bằng chiêu lăng xả kích hạ gục đi Rayquaza lưu thần. Và Pokemon cuối cùng của Psyche xuất hiện, Sinnoh, thần rừng hắc ám. Tôi đã sử dụng vuốt xét kết hợp với lăng xả kích để tấn công, thành công làm Sinnoh suy yếu. Sinnoh đã sử dụng màn để bùng nổ, khiến Dialga của tôi trở nên yếu đi. Nhận thấy tình hình không ổn, tôi quyết định cho Dialga sử dụng tiếng gầm của thời gian, thành công kết liễu đi Sinnoh và giành chiến thắng. Ôi giời ơi bạn ơi, sao bạn non thế nha? Đã non rồi mà còn gáy bẩn nữa. Không nghe gì hết. Vì sao không? Do tao chưa cày cấp thôi. Chứ mày nghĩ tao cày cấp mày mẹ được không? Thôi bạn ơi, làm sao bạn có thể đánh bại được Dialga Long Thần của tôi? Mình nghĩ là bạn nên cút khỏi cái thế giới này là vừa đó bạn ơi. Ôi. Tạm biệt bạn nha. Mày thích như thế nào? Ui non. Ui đánh không lại không đánh người kìa ơi. Và chắc là video của tôi đến đây là kết thúc rồi. Đây cũng là kết thúc cho series Bisamon Ultra của chúng ta. Nếu các bạn thấy hay đừng quên like và đăng ký kênh cho tôi, để tôi có thêm động lực làm những series hay hơn tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nhé. Bye bye.